Vô like chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Cứ vô like của em là mấy chị vô like đầu tiên là chấm tương tác, sau đó là chia sẻ like để mình chốt hàng tặng đầu like nha. Áo này có size luôn. Nội vải siêu đẹp và có size luôn mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Và áo là 99.000, chuẩn hàng nha mấy chị nha. Có độ co giãn và có size S là 40-55, M là 55-60. Nhưng mà ví dụ như chị nào mà tầm 50kg, 52kg mà muốn mặc cái form nó thoải mái thì cứ lấy size M nha. Co giãn vải rất là dày và siêu co giãn luôn giúp em. Size S với lại size M, hai size. Áo 99 nha mấy chị. Tại vì áo này nè, đầm body hơn, đợi tí hồi coi thử có thì chị lên nha. Áo này em thấy đang bán rất là nhiều, nó đang hot á, đang bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó có sẽ có nhiều loại vải nha mấy chị, mua phân biệt hàng. Bên em rất là dày, dày đúng với chất hàng polo, hàng cái xấu luôn mấy chị. Dày nha, phải có size X với size M, hai size. 99.000 giúp em nha, 99.000. Em đang mang là size S á, còn S với M hai size, S với M hai size giúp em nha. Rồi chia sẻ like lên giúp em, comment lên giúp em là tặng áo kèm size. Chị nào mặc size S thì con mình là tặng áo kèm size S. Chị nào mặc size M thì con mình là tặng áo kèm size M giúp em nha. S với M hai size. Rồi. Chia sẻ like comment lên giúp em là tặng áo rồi mấy chị ơi. Chia sẻ like comment lên giúp em là tặng áo kèm size. Tặng áo kèm size nha. S với M hai size. Đẹp lắm luôn. Rồi. Chia sẻ like lên giúp em nè mấy chị ơi, comment lên em là tặng áo kèm size nha, size X với lại size M hai size. Chị nào muốn tặng size gì mấy chị comment tặng áo kèm size đó luôn giúp em. Đó, X với M hai size nha, đẹp lắm luôn. Hôm nay toàn hàng dễ thương không luôn á. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi, còn mấy chị không cho em thì em lên hàng luôn nha. Đó, cái màu này vô like nó bị đậm màu rồi, ở ngoài nó nhạt hơn. Ở ngoài cái màu nó nhạt hơn trong like mấy chị. Rồi cưng xỉu không. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào mà chơi mini game thì comment lên em mà tặng áo kèm size. Nhớ chia sẻ like lên giúp em nha. Chia sẻ like lên giùm em, comment lên giúp em mà tặng áo kèm size. Size S với lại size M luôn, hai size nha mấy chị ơi. S với M hai size. Tặng áo kèm size giúp em. Hôm nay nhiều hàng dễ thương lắm mấy chị. Chia sẻ like lên giùm em nè. Rồi tặng áo kèm size giúp em nha, tặng áo kèm size. Chia sẻ hai con mình lên và tặng áo kèm size. Rồi dễ thương không mấy chị không, bộ này dễ thương ghê luôn, tí hồi em lên sau nha. Rồi chia sẻ like lên giúp em, comment lên mà tặng áo kèm size nè. Chị nào muốn tặng size thì comment lên là tặng áo size S. Chị nào muốn size M thì comment lên là tặng áo size M nha. Tặng áo size S, tặng áo size M. S là 40-55, M là 55-60. Nhưng mà chị nào mà 50kg á, mà mấy chị muốn mặc áo form rộng rãi thoải mái thì cứ lấy size M cũng được luôn nha. Rồi tương tác lên giúp em mấy chị ơi. Chia sẻ like comment lên giùm em là tặng áo đi. Chia sẻ like comment lên tặng áo. Tặng áo nha mấy chị nha. Ai em? Chị Hải Vy Nguyễn, một áo S, một áo M không ơi? Rồi, một S, một M, chị Hải Vy Nguyễn ok nè. Một S, một M ok chị. Rồi, chia sẻ like lên giúp em, comment lên vậy mà tặng áo, tặng áo. Tặng áo kèm size mấy chị ơi, tặng áo kèm size nha. Tặng áo kèm size giúp em, tí hồi mà chị nào được tặng áo á, mình nhớ mua hàng kèm theo giùm em nha. Rồi áo size M cho chị Vigo, áo size M luôn nè. Là đang chốt đúng không chị ơi, chứ không phải chơi game đúng không? Chơi game là con mình tặng áo kèm size. Rồi chị Vigo là lấy áo size M luôn nè. Là em tặng áo size M. Không không, chị đó là chốt chứ. Chị Vigo là chốt áo 99.000 size M nè. Vải đẹp lắm mấy chị yên tâm nha. Rồi. Rồi chia sẻ like lên giúp em, comment lên mà tặng áo nha mấy chị nha. Tặng áo nè. Rồi bắt đầu em chốt tặng cho mình luôn đây. Chốt tặng nha mấy chị ơi. Áo nha. Rồi bây giờ em hết từ M luôn rồi đúng không? Không. Bây giờ em chỉ còn size S thôi mấy chị ơi, em tặng size S nha. Nó cũng xem nhau xíu thôi. S mặt nó cũng co giãn ra nhiều nha, em chỉ còn hai cái size S thôi nè. Em sẽ tặng áo size S nha mấy chị ơi, tặng luôn áo size S nha. Rồi tương tác lên giúp em, chia sẻ like comment lên giùm em nè. Áo này dạ không, một màu, chuẩn của nó là đúng một màu rồi chị. Chuẩn là đúng một màu nha. Bắt đầu em thống kê lượt chia sẻ nè em.
Rồi ok chị Bảo Thơ. Chị Bảo Thơ được tặng áo nha. Hả? Chị Bảo Thơ hôm qua được tặng rồi hả? Hôm qua được tặng rồi thì hôm nay em nhường ở người khác. Áo là giá 99 ngàn, hiện tại còn size S thôi nha chị Tròn ơi. 99 ngàn hiện tại còn size S. Chị Bảo Thơ hôm qua được tặng rồi, hôm nay em nhường cho người khác nha. Ok chị Nhỏ Vân. Chị Nhỏ Vân nè, nhớ mua hàng kèm theo giúp em nha. Chị Nhỏ Vân comment tặng áo size M, em còn mỗi size S thôi, em tặng size S nha chị nha. Tặng size S nha. Rồi, áo đang mang là còn đúng cái size S cuối cùng mấy chị. Quần em mang là quần ống le, quần jean ống le em còn size size M. Quần jean ống le nha, ống nó xỉ nữa. Đó, quần riêng ống le nha mấy chị ơi, size M, ống có xỉ và size là size M. Ok vậy Nhỏ Vân nha, ống có xỉ và em chỉ còn size M thôi nha, còn size M. Rồi tương tác lên giúp em mấy chị ơi, động lên hàng cho mình luôn nè. Áo đang mang còn đúng cái size X mấy chị, size X là 40 đến tầm 55kg chị mặc vẫn vừa nha. X là 40 đến 55kg mặc vẫn vừa. Rồi em lên cái mẫu Tommy này cổ tròn. Đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là xịn nha. Vải của nó là chuẩn hàng mà người ta gọi, hồi xưa mình thường gọi là hàng cái xấu á. Nhưng mà chất nó rất là xịn, rất là mướt nha, chứ không phải là mấy cái hàng mà vải nó dày dày mà nó khô khô đâu mấy chị. Vải này sờ một cái là mướt tay cực kỳ luôn nha. Rồi mẻ này em cũng có size X và size M, hai size. X với M hai size, X là 40 đến 55, M là 55 đến 60 nha mấy chị nha. Cái mẻ này còn M thôi mấy chị, M. M là cái này mặc free size được 40kg đến 60kg mấy chị mặc vẫn vừa. Rồi chia sẻ like lên giúp em comment lên, em áo này cũng 99 ngàn nha mấy chị ơi. Cho em là áo Tommy 99 hoặc là áo cổ tròn. Áo cổ tròn 99 ngàn nha. Rồi mẫu em mặc là còn một cái cuối cùng size X, cho nó lấy size X chốt lên giúp em là size X nha mấy chị ơi. Rồi áo đang mang còn một cái size X nha mấy chị nha. Chốt lên em là áo đang mang còn size X thôi, còn size X thôi nha. Áo Tommy chốt chị Hải Vy Nguyễn. Trời cái bả đẹp lắm. Ôi, cái áo này đẹp lắm nha mấy chị ơi. Em nói là rất là xịn nha. Vải không phải là chất thun mà thun trơn mà thun ấy đâu. Nó là xịn lắm, mấy chị cứ yên tâm nha. Em bán 99 ngàn chứ ngồi toàn lên trăm mấy không à. Rẻ nhất cũng phải 120 á. Là vải này nha mấy chị, đúng vải này, đúng chất vải này như em nè. Rồi lên giúp em là áo Tommy 99 ngàn, từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Em nói thiệt cái vải của nó nè, vải đẻ lắm mấy chị ơi, rất là mịn, rất là dày. Mịn dày nha. Cái vải nó sẽ có, mấy chị nhìn được không ta, xịn lắm. 99 ngàn giúp em là áo Tommy nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa. Tommy chị duyên duyên một cái nè, đẹp lắm. Tommy duyên duyên một cái nè. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, áo Tommy 99 ngàn, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vẫn vừa. Nhận hàng đi, bọn em nó không có giống như những cái hàng người ta bán đâu. Rất là xịn, rất là đẹp luôn nha mấy chị, rất là dày, mịn, cầm rất là mướt tay luôn á. 99 ngàn, 40kg đến 60kg mặc vừa nha. Lên với em là áo Tommy nha mấy chị, áo Tommy. Áo Tommy nha mấy chị ơi, 99 ngàn mà áo Tommy giúp em nha. Rồi Tommy 99 ngàn nha mấy chị, à lấy lên giùm em nè. Rồi bộ khủng long. Bộ khủng long này cái màu ở ngoài nó sẽ nhạt hơn trên like nha. Ở ngoài màu sẽ nhạt hơn trên like. Đây form này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa luôn nha. Mặc lên dễ thương xỉu luôn á. 40kg đến 60kg là men vừa luôn. Ủa? Hồi nãy rồi đúng không? Em vô cái mẻ 0132. 0132 coi giá đương nhiên. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, khủng long nè, để em coi giá. Chia sẻ like lên giùm em nha. Không thích mẫu này mấy chị cứ chấm bài đi, xong bắt đầu em quay hàng khác cho mình. Không thích á cái chấm bài đi rồi em quay hàng khác cho mình nha. Rồi đây khủng long. Quần em mặc là 100. Quần
Quần đang mang là 165.000 nha mấy chị ơi. Quần đang mang là 165 nha mấy chị nha. Quần đang mang là 165. Size M thôi nha, em còn size M thôi. Còn size M bộ này giá là 135.000, chốt em là khủng long 135 nha mấy chị ơi. Khủng long 135.000 giúp em nha. Khủng long 135, chị lấy khủng long lên em mẹ. Khủng long 135. Khủng long 135.000 giúp em nha mấy chị ơi. Chị lấy khủng long chốt lên em là khủng long 135 nha. Rồi lôi em là mẹ khủng long 135.000 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg là mấy chị mặc ok vừa hết. Hết size rồi nha mấy chị ơi. Quần đang mang còn đúng size M. Mấy chị chờ em xíu nha. Xem ơi. Rồi em vô lại cho. Quần em mang là còn size M thôi. Để em quay mẫu khác nè. Để em quay mẫu khác nha mấy chị. Quần mang là còn size M thôi. Hôm qua chị có chốt bộ đen dồn luôn nha. Chị Hải Vy Nguyễn nha mấy. Rồi ok chị Hải Vy Nguyễn. Quần em mang là còn đúng mỗi size M nha mấy chị ơi. Ai lấy size M chốt quần em nha. Rồi lên em là bộ nè, bộ vịt mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang vừa nha. Bộ vịt nè, cái này em về lại. Màu đen không hông mi. Lên như là bộ vịt 79.000. Vịt này, vịt ở trước là vịt thêu luôn nha mấy chị nha. Vịt ở trước là vịt thêu luôn giúp em. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa. Lên em là bộ vịt 79.000 bộ vịt. Bộ vịt 79 nha mấy chị ơi. Chốt em là bộ vịt 79. 40kg đến 60kg là mấy chị mang vừa hết luôn nha. Chuẩn bị em quay mẫu khác mà. Lên em là bộ vịt 79.000. Bộ vịt nha, con vịt phía trước là thêu. Con vịt phía trước là thêu nha mấy chị. Con mình lên là bộ vịt. Bộ vịt 79.000 bộ vịt. Lo xít xanh von tiểu thư chị up đi. Xanh von tiểu thư là cái mẫu nào hi mi? Hồi nãy em up hay là up hồi nào vậy chị? Rồi lo em bộ này nha. Bộ này nè. Rồi một cái quần caro đi với một cái áo thun trắng. Một quần caro đi là một áo thun trắng nha mấy chị. Bộ xanh von tiểu thư up. Mẫu nào vậy chị Thanh Trang ơi? Rồi lo dùm em bộ này nè. 145.000. Phong này 40kg nó tầm 40kg nó tầm 55 kg là mấy chị mang vừa nha. Dạng form áo ngắn ngắn là đi với là quần. Quần này nó sẽ có hai túi hai bên luôn mấy chị. Chốt lên là bộ caro 145 nha. Bộ caro 145.000. Rồi hai túi hai bên và ở sau sẽ có lông thun. Tiểu thư von up trước một ngày mẫu này ta. Chị gửi hình quay giùm em được không chị Thanh Trang, gửi hình quay giúp em. Rồi lên em là bộ caro nha mấy chị ơi. Bộ caro 145.000 caro. Ai lấy caro chốt caro 145 nha. Con sang dương bèo bèo nè. Cái bộ hàng 200 mấy ngàn quê á, bộ dưới á, tay dài á. Rồi em quay mẫu luôn nha, chị lấy bộ caro chốt lên caro 145 caro. Rồi chia sẻ like với em nha.
Rồi lo em mẻ đầm nè mấy chị ơi, đầm. Đầm này nha. Đầm này cái kiểu nó may á, là nó may hai bên nó phồng ra luôn nè mấy chị ơi. Nhìn cái eo rất là nhỏ luôn nha. Form này 40 kg, tầm 52 kg mấy chị sẽ mang vừa, không có kịp gì hết luôn á, không kịp nha. 40 đến tầm 52 kg mang vừa, vải của nó là dạng vải vải tuyết mưa nha mấy chị nha. Vải của nó là dạng vải tuyết mưa nha mấy chị ơi. Cô giấy em chị mi. Lo im là đầm đây nha, 40 tầm 52 kg mấy chị sẽ mang vừa. Lo im là đầm 165, vải là vải tuyết mưa nha mấy chị. Vải tuyết mưa rất là xịn và rất là đẹp luôn. 165.000 giùm em nha, 165. Đó, form này 40 kg, tầm 52 53 kg là mấy chị sẽ mang vừa. Vải của nó là dạng vải tuyết mưa giúp em nha. À, lấy chốt em là đầm 165. Ở sau có xỉ nha mấy chị ơi. Ở sau có xỉ luôn nha. Rồi hồi nãy chị hỏi cái bộ này đúng không? Không phải là vải von đâu. Bộ này là hàng cao cấp giùm em nha, 215.000. Quần của nó nè mấy chị nhìn giùm em nè. Quần này bên trong có lót nè, form rộng rãi thoải mái. Form này 40 kg đến 60 kg là mấy chị mặc ok vừa hết luôn giúp em. Nè, nó tới mấy lớp luôn á, bên trong nè mấy chị ơi. Bao xịn bao đẹp luôn nha. Xích bèo này 40 kg đến 60 kg mấy chị sẽ mang vừa, lên là bèo 215. Rồi bèo nha mấy chị ơi. Bèo 215.000 xích bèo. Giờ lấy bèo chốt bèo 215 giùm em nha. Bèo 215. Đây nha mấy chị nha. Vải rất là xịn và rất là đẹp luôn nè. Rồi ai lấy bèo chốt em là mẹ bèo nha, 215 bèo. Rồi đầm em mang là 165 nha mấy chị, em quay mẫu nhanh nha. Cái gì có thể ghi á. À, chị nào muốn coi lại hoặc là coi kỹ thì nói em nha, em dơ lên lại. Rồi lên giúp em bộ kem nha mấy chị nha. À, đầm kem. Form này 40 kg đến 60 kg là men vừa, đầm thun nha. Đầm này sẽ có ba màu. Màu kem là màu vàng và màu đen. Vải bao đẹp luôn mấy chị, yên tâm chất vải nha. Kem vàng với lại đen luôn, ba màu. Kem vàng đen ba màu nha mấy chị. Sẽ có hai túi hai bên và dáng dài que gối. Có xỉ luôn nè. Có xỉ hai bên luôn nha mấy chị nha. Xỉ hai bên luôn giúp em. Rồi 40 kg đến 60 kg là men vừa. Chốt lên giùm em là, chốt lên em là đầm 100. Lên em là đầm 135. Lên em là đầm 135.000 kìm màu nha mấy chị ơi. Đầm 135 kìm màu giúp em, màu đen, màu vàng. Màu đen, màu vàng có là màu kem luôn mấy chị ơi. Ba màu nha, lên em là đầm thun 135.000 kìm màu. Đầm thun 135 kìm màu giúp em nha. Vàng nè, đen nè với màu kem luôn, ba màu. Chị lấy chốt là em là 135.000 kìm màu nha mấy chị. Màu kem mà chị BB Trang 135. Rồi em còn màu vàng có là màu đen nha. Còn vàng còn đen. Chị nào lấy lên giúp em 135 kìm màu. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị ơi, 135 kìm màu. Đầm 165 chị bận vừa không em? Đầm 165 chị vừa, chị Thị Hoa ơi. Áo tay dài đắp chiếu còn không chị? Tay dài đắp chiếu màu xanh chị mặc đầu lai là hết rồi. Đầm xanh mè mè bữa trước chị mặc đầu lai là hết rồi nha. Đầm này cái tay, cái đây dạng tay phòng. Đầm này tay dạng tay phòng giúp em nha. Đầm 165 hồi nãy là chị Thị Hoa Nguyễn mặc vừa nha chị ơi. Éo tay dài đắp chiếu. Rồi đầm em mang là 165 nha mấy chị nha. Dạng vải, vải nó tụ tụ như cái vải cái chất tét te vậy mà hàng rất là xịn. Đầm này em chỉ còn mỗi size S nha. Tay có cài nút đó nè mấy chị. Tay có cài nút nha. Tay cài nút nữa. Và dạng trên vai nó sẽ phồng phồng như thế này. Toàn bộ phần phía trước nó sẽ đi ngọc hết luôn nha mấy chị ơi. Đi ngọc hết luôn. Rồi lên mà đầm trắng 165. Rồi lên với mà đầm trắng 165 nha mấy chị ơi. 40 kg đó, tầm em nghĩ này tầm dưới 50 kg là vừa nha, dưới 50 kg là vừa. Tay bồng nè, về cái chỗ này có nút cài. Rồi toàn bộ phía trước là chạy ngọc trai phía trước nha. Lên với em là đầm trắng 165.000 đầm trắng nha mấy chị nha. Trắng 165 đầm trắng. Rồi lên với em là đầm trắng 165. Cái đầm hồi nãy vừa rồi là chị Thị Hoa Nguyễn mặc vừa á chị. Không có thì chạy qua bên em đi thử.
Rồi bộ này em về hàng lại luôn nè. Rồi bộ này bao đẹp luôn nha. Rồi chia sẻ like lên giúp em xíu không ơi. Em like nhanh nha, chị nào muốn coi lại mẫu nào mới chịu nói em. À, vậy để chị que lấy ok chị Thị Hoa Nguyễn cái đầm hồi nãy. Đầm nãy 165 đi. Cho chị em mẹ vít xanh nha mấy chị. Vít xanh đi với quần. Sau có bao chung nha mấy chị ơi. Giá là 115 ngàn. Ai lấy thì chốt lên em nào. Vít xanh 115 nha mấy chị. Vít xanh 115. Cái bộ này em mới lấy ra nó hơi nhăn nha mấy chị ơi. Dạng quần là dạng quần ngố. Quần của nó là dạng quần ngố nha. Quần ngố đi với lại áo nè. Áo có cổ nút cài từ trên xuống dưới. Nút cài từ trên xuống dưới nha mấy chị ơi. Form này 40kg đến 60kg là mang vừa. Này này hàng tao bao chỉnh luôn nè. Này hàng tay bao xịn nha mấy chị nha. Đây lên giúp em nè. Bộ rất là xịn luôn mấy chị ơi. Cho em là bộ trắng 95 ngàn. Form này từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn á. Về ở trong nè. Nó sẽ có cái dây rút phía trong giùm em nha. Có dây rút phía trong luôn mấy chị. Rồi 60kg đổ lại là mang vừa giúp em nha. À, cái bỏ nó luôn em. Còn để em một cái xanh nha. Em 115 đắp chéo là hết rồi nha nhỏ Vân ơi. Em sơ mi rút dây còn màu à. Sơ mi rút dây là em còn màu nâu với màu trắng. Bộ trắng 95 chị Hải Vy Nguyễn một bộ. Kiểm tra em cái đó lấy 10 cái chị nha. Mở đi kiểm tra. Rồi đây áo rút là em còn màu à. Em có màu nâu với màu trắng nha mấy chị nha. Hai màu. Bộ trắng có cổ tròn dạ không nha Vũ Út ơi. Rồi áo này 115 ngàn em sẽ có màu nâu và màu trắng mấy chị ơi, hai màu. Màu trắng ở đâu mà mi? Hả? Ở dưới shop có màu. Rồi áo rút là em còn màu trắng, màu nâu, hai màu nha mấy chị ơi. 115, trời cái này đẹp lắm, cái này siêu xinh. Lên giúp em là 115 ngàn kìm màu. 115 kìm màu nha mấy chị nha, 115 kìm màu. Chị nào lấy lên giúp em nha. 115 ngàn màu nâu, 115 ngàn màu trắng. 115 nâu, 115 trắng giúp em nha. Bao đẹp luôn, 40kg đến 60kg men vừa, rút dây hai bên. Rút dây hai bên nha mấy chị nha. Đó, chị nào lấy lên giùm em là nâu 115 và trắng 115 nha. Nâu 115 ngàn và trắng 115 ngàn. Rồi, để em que mẫu luôn nè. Nâu 115 và trắng 115. Lấy em cái trắng đi, đơn chị Loan Nguyễn Mỹ Đình đi chưa? Đi rồi Ngô Hân ơi, chị dồn cho em đi sau nha. Rồi, trắng rút cho Ngô Hân. Rồi em quay mẫu. Lấy rút trắng không nha mấy chị. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Em quay mẫu khác nè. Bộ trắng 95 cho chị Út Út. Chị Út Út cho em địa chỉ với lại số điện thoại nha chị Út ơi. Ok Ngô không? Rồi chị Út cho em địa chỉ với lại số điện thoại nha. Rồi chị mà đầm mẹ đầm hoa cúc này nè. Đầm hoa cúc nha mấy chị ơi. 125 ngàn. Đầm hoa cúc phong này 40kg tầm 55-56kg vừa. Mấy chị lo chứ em là đầm hoa cúc 125. Đẹp lắm. Đầm hoa cúc nha. Đó. Rồi đầm hoa cổ vuông giúp em nha. Tay cột nơ lại nè. Tay mặt xong rồi mình cột gột lại thành cái nơ nha mấy chị ơi. Chị đó. Bên em có ship đi nha chị Út Út ơi. Chị tới lấy ở shop. Dạ ghi lấy cũng được mà ship đi cũng được nha. Nếu như mày ghi lấy thì cho em số điện thoại. Còn nếu như mày ship đi thì lên kẻ địa chỉ với lại số điện thoại luôn nha chị nha. Rồi tay cột nơ lại giúp em. Rồi 40kg tầm 55 và 56kg là men vừa. Tầm 55 và 56kg men vừa nha mấy chị ơi. Dạng cổ vuông nha. Hàng này cũng hàng Quảng Châu. Chót đẹp lắm. Lên giúp em là đầm hoa. Rồi chị Út Út là ghế hả? Xích trắng bên đó nha em 95. Rồi lên em là đầm hoa 125 nha. Vải bao đẹp mấy chị yên tâm. Vải đẹp lắm. Em là mẻ đầm hoa 125. 40kg tầm 52 và 5 cái gì? Không. 55 và 56kg. Không chị em kịp á. Này em mở ra là chị vừa á chị.
không có rộng gì đâu chị, kiểu như cái eo em nó nhỏ. Chứ còn này mở ra nó cũng đâu có rộng gì mấy đâu. 125 giúp em nha, nhưng mà đầm hoa 125, đầm hoa 125 ngàn, mấy đầm hoa cúc 125 mấy chị ơi. Trời ơi cái set này chất gì mua nữa, cái gì linen gì đó, chất linen gì đó mấy chị, xịn lắm luôn. Cho chị xem set đồ đi, dạy mẫu nào chị Thúy Trần ơi. Đây nha, xuất sắc luôn mấy chị ơi. À, còn đồ quần như bộ trắng không, à, quần bộ thun hơn chị, thun em còn cái loại quần đùi được không chị, còn quần ngố ngố vậy là có một mẫu đó. Rồi set này 40kg đến 60kg là mang vùi em nha, màu trắng. Rồi lên giúp em nè, lên ship đi. Dạ rồi ok chị, lên giùm em nè, ship trắng 155 ngàn. Trời ơi beo xịn beo đẹp luôn nha mấy chị ơi, 155 ngàn giúp em. Form này 60kg đổ lại mặt vừa nha, 60kg lại mặt ok vừa. Rồi gài nút sai nè, 60kg đổ lại mặt ok vừa giúp em nha. Chất linen đó, cái chất này là em thấy những cái shop lớn người ta bán mắc lắm luôn nha mấy chị ơi. Chất này beo xịn beo đẹp luôn. 155, lo em là 155 xếp trắng nha, 40kg đến 60kg vừa. Đây là màu trắng 155. Trời ơi sang lắm luôn nha mấy chị nha. Quần ở sau thì có lưng thun cho mình nè. Đó, quần ở sau có lưng thun về, ở trước là nút cài. Ở trước là nút cài nha. Lo em là xếp trắng 155. Ôi, quần rất là dài mấy chị yên tâm nha, quần dài rồi beo xịn beo đẹp luôn giùm em nè. 155. 155 nha. Xếp xanh quần ngựa vàng áo polo dễ lên rồi, để em tua lại cho chị Tô Sre Nguyễn. Trời cái xếp này đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Lên giúp em 155 nha, xếp trắng 155. Quần có hai túi hai bên luôn nè. Rồi trắng 155 giùm em nha, trắng 155. Bộ màu xanh này ở ngoài màu của nó là như màu em úp nha chị. Trắng kem nha chị Vy Nguyễn, cái chất này đó phải trắng tinh đâu, chất linen đó, đúng rồi. Chất đó màu trắng kem nha chị, cái chất vải của nó nhiều chị mà mặc được cái vải đó là ghiền luôn á. Áo thun có cổ còn không? Dạ còn. Khớp có khớp không chị không? Khớp ở trong la này chắc rồi rồi chờ xíu đi, rồi xong chị lên luôn cho. Rồi bộ khủng long là 135 ngàn giúp em nha, 40kg đến 60kg vừa. Xít trắng 155 cho chị Thúy Trần. Sơ mi xanh, còn mẫu sơ mi nào xanh không ta? Còn nha, còn. Xít trắng 155 cho chị Thúy Trần. Lên giúp em là bộ khủng long 135 mấy chị ơi. Khủng long 135 ngàn nha, khủng long. Rồi áo Tommy là em còn cái nè, 40 đến 55, 40 đến 55kg vừa. Bộ đó em hết luôn rồi chị Vy Nguyễn ơi, 40 đến 55kg vừa. Em còn một cái cuối cùng nè mấy chị, em là áo polo 99 nha. Áo polo 99 ngàn. Áo polo 99 còn cái cuối cùng mấy chị ơi. Bộ khủng long một màu nha Ngô Hân. Đúng một màu em, 135 ngàn đúng một màu. Rồi lo em là áo Tommy cũng 99 ngàn. Vải bên em vải đẹp lắm, không phải là thun trơn đâu. Trong line nó bị sai màu á chị, có màu xanh này nó bị đậm nè. Ở ngoài này như cái màu em úp á, cái màu nó nhạt như em úp nha, còn vô line nó bị đậm màu hơn rồi. Rồi polo chị Tơ Sere Nguyễn polo nè. Tơ Sere Nguyễn polo 99. Cái này cho em là áo Tommy 99 ngàn, Tommy 40kg đến 60kg vừa. Em là Tommy 99 nha mấy chị ơi. Rồi nha, lên với em là Tommy 99 ngàn, Tommy dễ thương lắm. Tommy nha mấy chị nha, Tommy 99. Quay cái bộ này, bộ đây, trời bộ này xịn lắm, lo giúp em nha mấy chị ơi, đây, đây, form này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn, về trên vai của nó có thêu hoa nè, cái này mới về hàng, rồi trên vai toàn bộ trên vai là thêu hoa hết như này giúp em nha, thêu hoa mấy chị, đó cưng không, 60kg đổ lại vừa. 60kg đổ lại mấy chị sẽ mang vừa giúp em bộ này, cho em là bộ thêu hoa 155 nha, hoặc là bộ nâu 155 mấy chị ơi, xịn lắm. Bộ nâu 155 ngàn, bộ nâu em nha, chốt là bộ nâu 155, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi bộ nâu 155 giúp em nha, ở sau có lưng thun về hai bên, có hai túi hai bên, bộ này beo dễ thương đó, cho em là bộ nâu nha mấy chị, 155 ngàn bộ nâu, bộ nâu 155 giúp em, bộ nâu cho chị Nguyễn Đăng. Chị Nguyễn Đăng cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha chị Nguyễn Đăng ơi.
Để lên áo polo rồi nha chị Ánh Dương. Áo thun Tommy 99 em. Áo thun Tommy là 99 ngàn nha chị Tuyết Nhi ơi. Tommy này giá nhiêu? Rồi chị Nguyễn đăng riêng địa chỉ luôn nha. Áo polo em hết rồi. Rồi đầm 155 quả đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Áo thun mập, áo thun mà áo thun Tommy là 99 nha chị. Còn áo thun mập với mi đưa lên là làm như 75 thôi mi thôi. Rồi. Đầm này 40kg nó tầm 55kg mấy chị sẽ mang vừa đầm này giúp em nha. Rồi có dây cột eo vải đẹp lắm luôn nhưng mà đầm vàng 155. Mấy chị mặc suông cũng được hoặc là mặc xong cột dây ngay eo cũng được luôn à. Ôi dễ thương lắm. 55kg lại men vừa. Vải của nó là nó có số sọc sọc nè mấy chị. Đây nè mấy chị thấy được không ta? Có số sọc sọc nha. Rồi lên em là đầm vàng 155, đầm vàng mấy chị ơi. Đầm sơ mi vàng 155 cái vải đẹp lắm luôn. Cái vải này đó mấy chị nó có sọc nha, đẹp lắm luôn nè. Chị mà đầm vàng 155. Rồi, mẻ đầm vàng giúp em nha, 155 đầm vàng. Mặc suông cũng được hoặc là mấy chị mặc xong cột dây cũng được luôn nha. Beo cưng mấy chị ơi, chất rất là xịn luôn giúp em. 155.000 mẻ đầm vàng. Rồi đầm vàng nha mấy chị nha, đầm vàng 155 đầm vàng. Rồi bộ này. Bộ này form này éo thun nè, đi với quần. Đây. 40kg đến tầm con này 40kg nó tầm 50 không 60kg lại vừa luôn mấy chị ơi. 60kg đổ lại vừa luôn nha. Em là bộ xanh. Bộ xanh, ủa dễ đâu mày. Bộ xanh 99.000 bộ xanh. Bộ xanh 99.000 giúp em nha. Chờ lấy bộ xanh chốt em là bộ xanh 99. Form này 40kg đến 60kg thì mấy chị mặc vẫn vừa luôn nha. Quần ống nó có bo. Đây mấy chị ơi, quần là quần ống có bo luôn giúp em nha. Em là quần 99.000 quần. Đây đeo đẹp luôn. Để cho bộ 99 chứ. Bộ 99.000 giúp em nha mấy chị nha. Bộ 99. Đấy, tiết hoa. Tiết hoa hàng 155 nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Ôi, tiết hoa này beo cưng. Hoa này đẹp lắm mấy chị ơi. Chị em này tiết hoa 155.000 tiết hoa. Chân váy rồi có lót luôn nha. Éo, éo cũng có lót và chân váy cũng có lót mấy chị ơi. Lên giùm em là tiết hoa ở sau có sỉ. 155.000, form này 40kg tầm 53-54kg mấy chị sẽ mang vừa. 40 tầm 53-54kg mang vừa nha, chị em là xếp hoa 155. Xếp hoa 155 nha mấy chị ơi, chị áo thun mới lại em ơi. Rồi, xếp hoa 155 giúp em nha. Xếp hoa 155, đó áo thun mày nãy em đưa lên đó. Xếp hoa 155 giùm em nè. Đây, áo thun này nè. Cái này bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được hết luôn nha. Áo thun này bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn giúp em. Rồi cái này giá là 75.000 mấy chị ơi. 75.000 chim là mẹ chữ. Chữ chữ mấy màu? Chữ có màu đúng không? Rồi chim là mẹ chữ 75.000 mẹ chữ nè. Bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn nha. Chốt em là mẹ chữ 75. Mẹ chữ 75. Rồi cái này chim là gấu xanh rêu. Gấu xanh rêu 75.000 gấu xanh rêu. Cái này chim là gấu dê nha mấy chị. 75.000 mẹ gấu dê. Gấu dê 75. Rồi. Rồi lo giúp em nha mấy chị ơi. 75.000 mà gấu xanh nữa nè. Gấu xanh. Gấu xanh nè. Chữ hồng cho chị Vi Nguyễn 75. Ok chị Vi Nguyễn. Đầm suông đầu lai còn không em. Đầm suông đầu lai. Còn màu vàng với màu xanh. Còn màu vàng với màu đen. Màu vàng với màu đen 1B5. Rồi lo giúp em nha mấy chị ơi. Gấu xanh 75. Cái này cho em là gấu rêu. Gấu rêu 75. Cái này em là gấu dê nha, 75.000 gấu dê mấy chị, bao nhiêu ký mặc cũng được hết, vải đẹp nha. 75.000 giúp em. Đầm còn màu vàng với màu xanh là chị Tơ Sare Nguyễn ơi, chị lấy màu vàng đi. Màu vàng mặc lên trắng da cực kỳ. Vàng trong lai dương ngồi là y màu nhau nha. Chốt lên em là vàng 1B5 và đen 1B5. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, mình quay mẫu khác cho mình nè. Đen 1B5 với lại vàng 1B5 luôn nha. Hai túi hai bên nha chị, có hai túi hai bên beo đẹp luôn. Lôi giúp em nè, 135.000 thì màu vàng với sắc đen. Vàng với đen, qua mẫu.
có nha em Mỹ Dung ơi. Cái kho có ít với có M hai size. Gà nút chị ơi. Trời ơi, đầm son này beo dễ thương, đầm son này tới hai lớp luôn mấy chị ơi. Đầm son này tới hai lớp luôn giúp em nha, form form baby doll. Xít ho mẹ của nó nè. Xít ho là có ít luôn nha em Mỹ Dung ơi, ít với M hai size. Rồi chị mà đầm baby doll xanh nè mấy chị. 40kg nó tầm 53-54kg mấy chị sẽ mang vừa nha. Đó. 40 tầm 53-54kg mang vừa giúp em. Nó có một lớp lót bên trong nữa. Giá nhiêu thêm đi. Cho em mà đầm xô 125 nha mấy chị. Màu xanh min. Màu xanh min beo xinh luôn. 125 ngàn giúp em. Cái này đẹp ghê luôn. Tới 2 lớp luôn nha mấy chị nha. Tới 2 lớp luôn. 125 ngàn màu xanh đó chị dân dân ok nè. Rồi, lên giúp em nha mấy chị nha. 125. 125 là mấy chị nha, 125. Áo thun nè. Áo thun giùm em nè mấy chị ơi, áo thun màu hồng. Màu hồng nha. Đây phía sau thì có nơ phía sau. Có nơ phía sau và ở trước là dạng trơn như thế này. 40kg đó 60-65, nói chung là bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được hết. Bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn giúp em nha. Vải bao đẹp luôn cho mình. Cho em là áo hồng. Áo hồng nha mấy chị, 75.000 áo hồng. Chị lấy hồng 75 chốt lên giúp em nha. Hồng 75.000 mẻ hồng mấy chị ơi. Hồng 75.000 áo thun hồng. Bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn nha. Chốt lên em là hồng 75. Đầm xanh này em cũng còn nha. Lấy đầm xanh lên em là đầm xanh. Lên em là đầm xanh nha mấy chị ơi. 125.000. Xem lại xích hoa em ơi. Xanh 125 nha mấy chị ơi. Cái này không phải mặt ngược đâu nha mấy chị, ở sau nè, nó cái nơ nó nằm phía sau á. Đây xít ho nha Mỹ Dung ơi, chân váy nó sẽ có lốt quần bên trong luôn nha. Chân váy nó sẽ có lốt quần bên trong luôn nè. Lốt quần bên trong và ở sau có sỉ beo dày luôn, yên tâm nha, chất vải rất là xịn và rất là đẹp luôn nè. Dày đẹp lắm luôn. 155.000. Chị lấy xít ho chốt lại giúp em xít ho nha. 155 xít ho. Rồi. 155 xít ho giùm em nha. Trời ơi đẹp lắm. Xít ho là vải beo dày beo đẹp, trong váy là trong váy dáng dài luôn nha, nó có sỉ phía sau cho mình nữa. Lên giúp em là xít ho nha, 155 xít ho. Rồi quần jean em mặc là có size SMLB size. SMLB size nha mấy chị ơi. Có màu màu nhạt với màu đậm luôn, hai màu. Màu nhạt có là màu đậm hai màu. Rồi đây. Nhạt với đậm hai màu giùm em nha. Lên giúp em là quần khác nhau á. Quần em mặc là quần rách, còn quần này là không có rách nha. Này trơn không có rách nha mấy chị ơi. Lên giùm em là quần rin. Dễ đâu em ơi. Quần rin 89.000 kìm màu kìm size nha. Cho em là trơn. Trơn đậm 89.000 kìm size. Về cái này cho em là màu nhạt và rách nha. Cho em là mẻ rách. Mẻ rách 89.000 kìm size nha mấy chị ơi. Mẻ rách nha. Lưng keo lắm luôn. Bộ ho hồi nãy coi chất coi giãn không em. Quần jean này là không co giãn nha mấy chị nha. Quần jean này là sỉ không có co giãn nha. Rách nè, SMLB size. Và cái này là trơn, đậm trơn SMLB size. Set ho này nó sỉ mặc nó thoải mái thôi chứ nó không co giãn nha. Trơn đậm 50kg là size M chị lon nè. Rồi ok chị lon nha, size M màu đậm 50kg. Rồi lên giúp em là set ho. Nó đang học mà nó cũng chạy lên. Lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi set ho là 155 nha. Áo mặc là 75.000. Áo mặc 75. Trơn đậm rồi. Áo này là vải beo đẹp. Hàng đây mấy chị ơi. Màu hồng 95.000 giúp em. Trơn hồng 95. Cái này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa luôn nha. Em là hồng 95.000 mẻ màu hồng. Áo trơn màu hồng đang rất là hot mấy chị ơi. Trơn hồng giùm em nha. 95.000 mẻ trơn hồng, vải rất là xịn và rất là đẹp luôn. Ta lấy lên như là mẻ trơn hồng nha. 95.000 trơn hồng mấy chị ơi. Rồi 95.000 trơn hồng giúp em, trơn hồng 95.
hồng, 95.000 trôm hồng. Dạ ok, ok chị. Lon Nguyễn Mỹ Đình thì chung đâu có lại ngon hơn hồi nãy. Bộ này nãy bóp hình nè. Bộ này nha mấy chị ơi. Bộ thun này nó sẽ có hai túi hai bên giúp em, có hai túi hai bên và đi với áo nè. Con này 40kg. Thì có màu xanh lé, màu đen và màu nâu nha mấy chị nha. Xanh lé đen với lại nâu luôn, ba màu. Xanh lé đen nâu ba màu giùm em nha. Quá đẹp lắm luôn. Còn bộ chữ là chữ thêu. Đây nha mấy chị nha. Chữ thêu nha, chỗ này cũng là thêu luôn. Có hai túi hai bên. Đẹp lắm. Em sẽ có màu đen, màu nâu và màu xanh lé luôn, ba màu. Màu đen nè. Ôi, đẹp nha. Rồi form này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vẫn vừa luôn giúp em nha. Chất thun dày dặn và rất là co giãn. Lên giùm em là bộ 155.000 kìm màu, xanh lé đen với lại màu nâu. Hàng này vải xịn lắm luôn nha mấy chị yên tâm, và đó là hàng thêu. Đây giúp em. Rồi nha mấy chị ơi, màu nâu 60kg đổ lại mang vừa 155.000. Em sẽ có màu nâu, màu xanh lé và màu đen luôn nha, ba màu. Rồi nâu xanh lé với đen giúp em nha mấy chị nha, ba màu 155. Chất rất là xịn và rất là đẹp luôn. Cổ nè, cổ bỉa ra và cài nút. Toàn bộ cái phần chữ là chữ thêu hết toàn bộ nha mấy chị nha. Thêu trước nè, rồi quần cũng là quần thêu luôn giúp em 155. Mấy chị cứ nhận hàng đi. Cái chất vải rất là xịn và rất là đẹp luôn nha. Đó nè, co giãn thoải mái, hai túi hai bên. Rồi chữ thêu nha mấy chị nha. Lên em là màu nâu 155 nè. Em đang mang là màu xanh lé. Xanh lé 155 nha. Xanh lé 155 và màu đen. Còn ship quần ngố 60kg không? Quần ngố. Ôi, nó còn ship ngố này không ơi? Khó. Quần ngố á. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi. Đen xanh và nâu nha. Đen xanh với nâu ba màu 155. Đen xanh nâu ba màu nha mấy chị ơi, 155 chị nào lấy lên giúp em nha. 155. Rồi 155 kìm màu que mẫu nha. Rồi lôi giúp em mẻ đầm nè, đầm là vải tuyết mưa, chất rất là dày và rất là đẹp luôn nè. Chất tuyết mưa luôn giúp em nha. Thun trắng đầu lai bao nhiêu vậy em? Áo polo là, áo polo là em hết rồi, em còn áo Tommy 99.000 nha chị ơi. Chị Phạm Alice thôi. Rồi lôi em là mẻ đầm đang mặc nè, 55-56kg đổ lại mấy chị sẽ mang vừa. Chốt lôi em là đầm 155 nha mấy chị. Rồi 40kg đến tầm 50, 40kg đến tầm 55 và 56kg mấy chị sẽ mang vừa nha. Lên vì mà đầm 155. Vải này là vải tuyết mưa nha mấy chị. Beo xịn beo đẹp luôn, vải tuyết mưa giúp em nè. Cái này là vải, vải tuyết mưa. Áo polo. Bộ đen 155. Dạ rồi ok chị Anh Thu Lê nè. Đi 155. Áo Tommy đây chị 99.000, hàng vải rất là đẹp chị yên tâm nha, chị Phạm Mê Lý thôi. 40kg đến 60kg là mang vừa luôn nha. 99.000 giúp em là áo áo Tommy. Rồi đây, áo Tommy nha mấy chị ơi. 99.000 áo Tommy, chị lấy áo Tommy chốt luôn giúp em nha. Tommy 99.000 Tommy. Nha. Rồi lên em là áo Tommy 99.000, hàng xịn lắm, hàng vải mấy chị cứ nhận hàng đi. Chất của nó đeo xịn beo đẹp luôn. 99.000 áo Tommy giúp em nha. Rồi 99.000 mẻ Tommy. Chị Giang Nguyễn hỏi gì ta? Giang Nguyễn hỏi gì em ơi? Nãy giờ không thấy luôn á, hay là bị ẩn? Giang Nguyễn nãy giờ chị không thấy em nha. Em hỏi gì? Rồi lên em nè, áo Tommy 99. Có cổ em hết rồi nha chị. Có cổ hiện tại hết rồi. Có cổ hiện tại là em hết rồi nha. Rồi như là đầm đang mang nha mấy chị ơi, 155.000, vải là vải tuyết mưa, 40kg đến tầm 55 và 56kg mấy chị sẽ mang vừa. Chốt lên giúp em nha, đầm 155 đầm. Rồi em quay mẫu luôn nha.
155 em quay mẫu. Đó vô mẫu luôn em. Rồi lo em bộ này nha mấy chị ơi, bộ này giá là 129 ngàn, 129 giúp em, bộ nâu 129. Quần của nó là dạng quần ống bo đây mấy chị ơi, quần của nó là dạng quần ống bo dùm em nha. Đó, dạng quần ống bo nha mấy chị ơi. Đó, kéo hết lên chất rất là dày, rất là đẹp luôn. Phong này 40 kg, nó tầm 53, 54, 55 kg vẫn vừa, 40 tầm 55 kg là men vừa giúp em nha. Cho em là set 129, xếp thở theo 129, chất đẹp nha mấy chị ơi, thở theo 129 giúp em. Lo em này thở theo 129 nha mấy chị nha. Áo sọc này đầm đang mặc 155, đầm mặc hồi nãy em, đầm 155 cho bẻo tròn, đầm tuyết mưa đó, đầm đó, đầm đúng rồi, cho bẻo tròn. Rồi lo giúp em là áo sọc nha mấy chị ơi. Áo sọc 99 ngàn, em sẽ có sọc nâu về sọc xanh hai màu, sọc nâu với sọc xanh hai màu nha mấy chị nha. 99 ngàn, 40 kg đến 60 kg chị mặc vẫn vừa, 40 kg đến 60 kg chị mặc vẫn vừa nha. Cho em là áo sọc 99 ngàn kèm màu, sọc nâu về sọc xanh nha mấy chị nha, hai màu, sọc nâu sọc xanh hai màu. Rồi bộ em mặc là 129 ngàn nha. Bộ đen này rồi, áo nâu cho chị BB Trang, áo thun nâu, áo thun nâu chị BB Trang 99, chị BB Trang nâu 99. Rồi nhớ cái cục nha mây. Rồi nâu với lại xanh hai màu giúp em nha. Sọc nâu 99 đó chị Lo Nguyễn, sọc nâu 99 chị Lo Nguyễn, ok chị Lo Nguyễn. Rồi em còn sọc xanh nha mấy chị ơi, em còn sọc xanh, chị lấy sọc xanh chốt em là sọc xanh nha, sọc xanh nha mấy chị, 99 ngàn sọc xanh. Em còn sọc xanh nha. Rồi ai lấy lo giúp em que mẫu luôn nè. Bộ đang mang là 129, vải đẹp lắm. Bộ đang mang là 129, vải đẹp nha. Chị lấy chốt lên giúp em. Rồi ok em Ngô Hân, làm đỏ này như em ơi. Đỏ form em hết nâu rồi, em còn xanh nè. Đầm đỏ em đang mặc nha mấy chị. 55 kg lại men vừa 125, nhưng mà đầm đỏ 125. Đầm đỏ 125 giúp em nha. Éo hồi nãy em còn sọc xanh thôi nha, em hết sọc nâu rồi. Đây mấy chị ơi, còn sọc xanh thôi. Dễ thương lắm, chim là sọc xanh nha. 99 ngàn sọc xanh, vải beo đẹp luôn mấy chị yên tâm. Rồi 99 ngàn còn sọc xanh mấy chị ơi, chốt em là sọc xanh 99. Sọc xanh nha, 99 ngàn sọc xanh. Rồi đầm men 125 Hương My. 40 kg, tầm 55 kg mấy chị sẽ men vừa nha. Chim là đầm đỏ 125, đầm đỏ. Đầm đỏ 125 nha mấy chị ơi. Chốt em là mẹ đỏ nha, 125 mẹ đỏ. Rồi đỏ 125. Đỏ 125 nha mấy chị, em quay mẫu luôn nè. Yêu dễ em, 60 kg lại rồi. Chốt lên em mẹ đầm caro này nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg đổ lại men vừa cho em mẹ caro 155 ngàn. Ai lấy chốt đi mẹ caro 155 nha mấy chị. Caro 155, 40 đến 60 kg đổ lại men vừa cho em mẹ caro 155 nha mấy chị ơi. Cái làm caro 155 nó vải đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là xịn luôn nha. 60 kg đổ lại là mấy chị sẽ mặc được hết luôn giúp em á, khi mà caro 155.
đầm vàng này nè mấy chị ơi. Coi coi bao nhiêu rồi mấy. Đầm vàng này lấy gì mà đầm vàng 1.15. Có đầm đi tiệc không chị? Coi đầm nâu phía sau. Ok chị Nguyễn đang lấy gì mà đầm vàng nha mấy chị ơi. 1.35 không ơi? 1.15. Vàng này 40kg đó, tầm 55-56kg mấy chị sẽ mang vừa. Lấy gì mà đầm vàng 1.15 nha. Chốt là đầm vàng 1.15 mấy chị ơi. Cái này von 2 lớp. Rồi phía trước là xếp ly như thế này nha. Chốt em là đầm vàng 1.15 nha mấy chị ơi. Vàng 1.15. Rồi đầm nâu phía sau nè. Form này 40kg đến 60kg là mang vừa. Form baby doll nha mấy chị nha. Bầu bì cũng bông chen được hết luôn giúp em. Cho em là mẻ nâu 155. Nâu 155 đây mấy chị ơi. Nâu 155. Trắng 155.000 màu trắng. Trắng 155 giúp em nha. Trắng 155. Vàng cái gì dân dân. Vàng gì dân dân. Đầm nâu chị Nguyễn đang đầm nâu. Ok chị Nguyễn đang. À, với lại sao chị nhắn tin hả? Rồi lên giúp em là đầm em có màu tím với lại màu trắng hai màu. Khách lưu ý giùm em là đơn mà đặt trên line là mấy chị ký lấy nha. Còn không thử giúp em nha. Còn ví dụ như mà mình tới shop á, mình lựa là mình thử thoải mái luôn. Nhưng mà hàng riêng hàng đặt trên line là vui lòng là không thử giùm em nha mấy chị nha. Kiểu đặt trên line là em đã chốt rồi là mình không có thử nha. Tới shop là mình lấy mình không thử. Còn hàng em trưng ở dưới shop á là mấy chị vô thử thoải mái luôn nha. Trong váy tét tê 79 còn màu gì mi chị màu? Rồi đầm lên giúp em nha mấy chị ơi. 155 em còn màu tím với lại màu trắng. Màu tím với màu trắng nha mấy chị ơi. Màu tím với màu trắng. Rồi em quay mẫu luôn nha. Trong váy tét tê còn luôn nha mấy chị ơi. Em còn màu hồng size S với size M 2 size. 79.000 màu hồng. Cái này cho em là màu xanh nha mấy chị, 79.000 màu xanh ép với màu 2 size. Rồi cái tỷ lại màu đó. Màu nha. Chân váy tắc tê là em còn màu xanh và màu hồng. 2 size. Xanh hồng. Xanh hồng nâu luôn mấy chị, B size. Size ép với lại size M luôn, 2 size mấy em nha. Ép với M 2 size mấy chị ơi. Xanh hồng nâu ép với M 2 size. Chất của nó là chất tét tê. Trời ơi, trong váy này nè bán nhiều ơi là nhiều luôn rồi á. Tại vì kiểu như là nó rất là dễ phối đồ mấy chị ơi. Đơn giản dễ phối đồ nha. Trời ơi, phối được biết bao nhiêu cái áo luôn á. Rồi màu hồng sen, màu nâu, màu xanh giúp em nha. Hai túi hai bên có lót quần bên trong luôn. Hai túi hai bên và có lót quần bên trong luôn giúp em nha mấy chị nha. Rồi đầm Bảo Bích Ngọc lấy màu nâu size M. Đầm im mang nè. Rồi dạng nó là dạng cổ vuông và nó có phối ren nha mấy chị nha. Cổ vuông và có phối ren. Con này 40 nó tầm 52kg mấy chị sẽ mang vừa. Rồi 40 nó tầm 52kg mấy chị sẽ mang vừa cái đầm này nha. Chị mà đầm đen. Mấy cô dám chị mới. Lôi như là đầm đen 125 đầm đen nha mấy chị nha. Đầm đen 125.000. Dạng cổ là cổ vuông, dáng dài như thế này mấy chị ơi. Dáng dài nha. Trời vải đẹp lắm luôn á. Rồi nó chạy chạy viền ren như thế này nha. 52kg lại mang vừa. Chị mà đầm đen 125. Đầm đen 125.000 đầm đen nha mấy chị ơi. Chốt em là mẻ đen 125. Rồi đây là mẻ đen nha. 125.000 mẻ đen mấy chị ơi. Chốt đen 125 lên giúp em. Rồi cái mẫu này. Một chân váy, một áo. Ôi đẹp nha mấy chị ơi. Đầm đen đang mặc 125 vải siêu đẹp luôn mấy chị cứ yên tâm nha. Hàng Quảng Châu đó, rất là xịn. Rồi một lớp này nặng trịch luôn, tưởng hai lớp không luôn á. Lấy như mà đầm đen 125, đầm đen 40kg tầm 52kg vừa nha mấy chị ơi. Không có kẹt đâu nha. 40 đến tầm 52kg mấy chị sẽ mang vừa, chốt này làm đen nha. 125 mấy chị. Rồi mẫu em ơi. Đầm đen 125. Chị nào muốn xem là mẫu gì cứ nói em nha.
đen 125. Còn cái set này thì ghé đâu? Chắc 125. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Rồi em là mẫu này gồm một áo đen tay dài, một cái chân váy dạ, quần dạ váy. Rồi. Quần dạ váy nha mấy chị ơi. Form này 40 kg, nó tầm 52 kg, mấy chị sẽ mang vừa. Chốt lên giúp em nha. Em mặc còn rộng rãi thoải mái luôn nè. Lên giùm em này size dạ 125. Đó. Áo thun nha mấy chị ơi. Áo thun đi với lại chân váy dạ. Áo thun đi với lại chân váy dạ giúp em nha, 125 ngàn, 40 kg, tầm 52-53 kg lại vừa luôn á. Lôi giùm em nha, xếp dạ 125. Lôi giúp em này xếp dạ nha mấy chị ơi, 125 ngàn, xếp dạ 125. Rồi lôi em này xếp dạ nha, 125 ngàn, beo đẹp luôn nè. Vít vít này nha mấy chị nha. Sếp hết em ơi, sếp mà cột chung bỏ cái nào á, xong rồi cho mình nhớ. thì bỏ quen bên cửa ra sao à. Rồi đo quần cho chị Vicky Nguyễn nè, để em đo quần cho. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Rồi xếp vít màu đen nè mấy chị ơi, beo đẹp, hôm nay 40 kg đến 60 kg là mặc vừa luôn nha. Lên với em là set vít đen, chia sĩ like dùm em mấy chị ơi, vít đen 135 ngàn nguyên bộ. Eo 70 nha vít kia ơi, tầm eo 70 đổ lại là vừa cái set đó nha chị nha. Lên dùm em là set vít này 135 ngàn, nó gồm một cái quần, cái quần này nó sẽ có hai túi hai bên ở sau và lưng thun nha. Rồi với là áo, đối với là áo vest mấy chị ơi, cho em là bộ này. Form này từ 40 kg đến 60 kg mấy chị mặc vừa hết luôn nha. Chốt lên giúp em là set vest 135. Vest 135 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị phối bre ở trong cũng được, hoặc là mặc thêm cái sơ mi trắng ở trong cũng xinh nha. Đó, 40 kg đến 60 kg là mặc vừa luôn, giúp em cho là set vest 135. Vest đen nha mấy chị nha. Vest đen 135 ngàn, vest đen. Rồi lên em là mẹ áo này nè. Áo này vải đẹp, vải đẹp mấy chị ơi. Áo này nhan lên giùm em là 99 ngàn, kìm màu có nút cài nữa. Rồi form này 40 kg đến 60 kg mấy chị sẽ mang vừa luôn. Lên giúp em là 99 ngàn màu trắng, 99 ngàn màu xanh mấy chị, 99 ngàn màu trắng, 99 ngàn màu xanh, 99 ngàn màu vàng và 99 ngàn màu nâu. Lên giùm em nha, 99 ngàn kìm màu. Về sổ không vừa rồi á. Còn không, em có trưng ở shop á, chị nào không có chốt online thì mình ghé mình thử được nha. Rồi lên là màu nâu 99, màu vàng 99, màu xanh 99 ngàn, và màu trắng giúp em nha mấy chị nha. Và màu trắng 99, chị nào lấy sơ mi 99 chốt lên giúp em. Ok chị. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi, sơ mi 99 ngàn kìm màu nha. Sơ mi 99 ngàn kìm màu. Rồi em quay mẫu nha. Rồi xe vít này đẹp lắm mấy chị ơi, không bị sai màu hay sao đây. Nó là màu xanh đen giùm em nha. Nó vô line nó hơi bị tươi á mấy chị.
vải tuyết mưa beo đẹp luôn, 55-56 kg lại mấy chị mặc vừa. 55-56 kg lại sẽ mang vừa xếp thủy thủ nha mấy chị nha. Xếp thủy thủ giúp em nè. Lo gì em này xếp xanh 145.000. 40 kg đến tầm 55-56-57 kg mấy chị sẽ mang vừa. Lo giúp em là xếp thủy thủ nha. Thủy thủ mấy chị ơi, thủy thủ 145.000 giúp em xếp thủy thủ 145 nha mấy chị nha. Thủy thủ 145. Mấy cái này đưa mấy cái hàng vào đây chị ơi. Rằm xanh có một khác không chị? Xanh nào vậy mày? Xanh xanh đó. Để xuống dưới lấy màu mày. Đầm này là em có màu này là màu xanh chuối, có màu xanh xanh lá, màu hồng sen và màu xám luôn nha. Chờ em lấy màu lên. Xanh chuối, hồng sen, xanh lá và cả màu xám nữa. 135.000 đầm xanh cổ vuông nè. 135 xanh chuối, xanh lá, màu xám và màu hồng sen. Chốt lên giúp em nha. 135.000 kiềng màu, phía sau là có cột nơ phía sau. Phía sau có cột nơ nha mấy chị ơi. Beo đẹp. Beo đẹp nha. 135 kiềng màu giúp em. Ôi cái đầm trắng nè mấy chị ơi. Cưng không? Đây, lo nhà em là mẻ đầm trắng. 75.000. Trời ơi, beo đẹp luôn, đầm trắng này 75.000 nè mấy chị. Cổ của nó là dạng cổ tim và mặt xong nó sẽ nhúng nhúng cho mình nè. Nhúng nhúng hai bên, mặt xong rồi điều chỉnh hai bên lại giùm em. 75.000 mà vải đúng đẹp luôn á. 55 kg đổ lại là men vừa, chứ mà đầm trắng 75 nha. 55 kg đổ lại là vừa mấy chị ơi. Chốt em là đầm trắng 75. Đầm trắng 75.000 đầm trắng. Trắng 75 cho chị Phượng Ruby. Hết xém rồi. Ở trong bị còn, nhưng ở trong cục vẫn còn á. Rồi đầm hồi nãy 135 có màu hồng sen nè. Màu xanh lá nè mấy chị. Hồng sen nè, xanh lá nè, xanh màu xanh chuối và màu xém nữa nha. Rồi, 135.000 kìm màu giùm em nha mấy chị ơi. Màu xanh lá, màu hồng sen và màu xám nữa nha. Xanh lá, hồng sen, màu xám, 135, 60 kg lại mang vừa dạng foam baby doll á, mặc xong cái gì cột nơ ra sau nha. Foam baby doll giúp em. Rồi lo em là đầm này là 155 nha chị Nguyên Kim ơi, 155 giúp em có màu trắng và màu tím nha chị. Có màu trắng với lại màu tím hai màu. Rồi, có trắng và có tím hai màu, foam baby doll 40 kg đến 60 kg. Là mấy chị sẽ mặc vừa hết luôn giúp em cái mẻ này. Xem lại áo thun đầu like, áo Tommy á, cái bô lô em hết rồi nha. Rồi lo với mà đầm 155 kìm màu nha mấy chị. 155 màu tím và 155 màu trắng giúp em. Đưa lên đây mấy. Áo thun đầu like đây nha chị Trâm Võ ơi. Xếp này có vừa chốt rồi nè. Dạ em eo trắng đây em hết cho chị Lợi Thâm Ngô. Em còn mẹ eo Tommy này thôi nha mấy chị. Cho em mẹ eo Tommy 99.000. 40-60 kg đô lại mang vừa cho em mẹ Tommy 99 nha mấy chị. Có cổ là em hết rồi. À, có nãy ốc hình á, ở dưới á. Tím xanh đen rồi á. Em có 115 đi. Ký không chuyện cái đi. Trời ơi đầm này chị nào mua mặc đi tuyệt đẹp nè. Rồi chuẩn bị chị lên nha, để xuống dưới lấy hàng rồi lên. Đầm này em còn size, chắc là size ít quá không. Vải tuyết mưa mấy chị ơi, đẹp lắm. Giá nhiêu mây coi dùm chị giá sau. 155 vải tuyết mưa nha mấy chị ơi. Em có cổ là em hết rồi. 155 không mây? 135. Rồi chị nào mang size là chốt cái này đi, mặc đi tuyệt rồi beo cưng luôn giúp em nha. Nè phần trước nó sẽ nhúng nhúng hết toàn bộ nè mấy chị ơi, size S vải tuyết mưa siêu dày beo đẹp luôn. 135.000. Trời này đẹp quá à. 135 giúp em nha, đỏ size S 135 mặc nó sang xỉu luôn mấy chị ơi. Mặc đi tuyệt đi đồ nè. Màu đỏ nha. Lên giúp em là 135 nha mấy chị nha. Đỏ 135 size S. Đỏ 135.000 size S. Đỏ 135 size. Em có cổ là chuẩn bị em về nhiều lắm mấy chị yên tâm nha. Đợi em nha.
cái đầm. Đầm hoa cúc, cho em là đầm hoa cúc dễ lẹ. Làm dế sai chắc luôn. Điểm like sau nha. Rồi em là đầm đỏ size X nha mấy chị, 155 đỏ size X. Chú là đỏ size X 155 nha, ở 1B5, 1B5. 100B5 đó mấy chị ơi. Rồi ai lấy đỏ size X đó mấy chị chốt luôn giúp em là đỏ size X nha, 1B5 đỏ size X. Rồi cái mẫu này gồm một cái đầm hai dây bên trong. Đây mấy chị ơi. Rất là dày luôn nha, màu này dạng màu kem cà rốt nè. Màu kem cà rốt, nguyên một set là 185.000, cái đầm nó sẽ có lốt bên trong luôn. Đầm có lốt bên trong và một cái áo khoác bên ngoài. Dạ rồi, ok chị Nhiên An chờ em xíu nha. Chúng mình phải đi nữa rồi mới. Cái đầm này đầm mà mình có màu đỏ, màu xanh, màu đen, đầm mới nơ to mà hai dây màu đen á. Rồi xí 185 giúp em nha mấy chị ơi. 40kg nó tầm 56-57kg mấy chị sẽ mang vừa. Éo là hai lớp luôn. Có hai túi hai bên chỗ này. Rồi lên em là ship kem nha mấy chị, 185.000 ship kem. Chú là ship kem 185 nha. Kem 185.000 một kem mấy chị ơi. Rồi đẹp lắm luôn giúp em nha. Quần tay đen có nha chị Quyên mụi mụi ơi. Tay đen có luôn. Rồi éo khóc. Áo khoác này đúng không chị Hiểu Khánh Lê, 115.000. Em sẽ có màu đen, màu xanh, màu tím và màu hồng. Đen, xanh, tím, hồng giúp em 115. Đen, xanh, tím, hồng nha mấy chị nha, 115.000. Trời ơi, này vải đẹp lắm luôn, keki hàng 2 lớp. Keki nha mấy chị nha, hàng này 2 lớp luôn. Keki mà tới 2 lớp, kinh xỉu. Đây, 115. 115 giùm em nha. 60kg lại là mấy chị sẽ mang vừa luôn nè, hai lớp luôn, rộng rãi thoải mái. Rồi ví dụ như muốn rút thì mấy chị ở dưới có rút nữa nè, có điều chỉnh hai bên có rút được luôn nha mấy chị nha. Rồi hai túi to hai bên, hai túi to hai bên là 115.000. Em có màu đen, màu xanh rêu, màu tím, màu hồng. Rồi có túi to bên trong, mấy chị đi chợ đựng điện thoại rồi là được luôn nha. Đó, túi to bên trong. Khóc đó là chưa có về hàng nha, hiện tại chỉ có khóc keki thôi, khóc thun là chưa có. Rồi lên giúp em, váy đang mang có một màu đỏ thôi nha chị Thảo Ngân ơi, size X và màu đỏ nha. Rồi em là áo khoác 115.000 kèm màu, màu đen, màu xanh rêu. Đen xanh rêu nha mấy chị. Đen xanh rêu màu tím. Màu tím nè, trời tím đẹp quá luôn á. Hai lớp luôn giúp em nha. Hai túi hai bên và bên trong có một cái túi to bên trong nữa. Lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên giúp em nha mấy chị, 115.000 kìm màu. Cái khót vẹt bầu ôm, bữa còn không chị, khót mà vẹt bầu à. À hết rồi nha, quả bích ngọc ơi, hết rồi em, cái đó hết rồi. Rồi ai lấy khót này mấy chị chốt lên giúp em nha. Tím xanh rêu với màu hồng, trời màu hồng đẹp ghê luôn, 115 rồi chị. Nhìn cái chất của nó đẻ lắm nha, dày dặn xịn cực kỳ luôn á. Bên trong có lót có túi to. Rồi 115 chi màu hồng. Hồng nè, hồng rêu đen tím. Hồng rêu đen tím. Váy đang mang là vải tuyết mưa đúng một màu mấy chị. Xếp ống rộng hả? Xếp ống còn lỗ nào ta? Ra đây coi thử. Rồi, xếp anh chị. Xếp ống rộng. Rồi đầm 1B5 này em có màu đen, màu đỏ và màu xanh lá nha mấy chị ơi, ba màu. Đen đỏ xanh lá luôn, ba màu. Nằm đây đúng không chị? Màu đen. Trời cái này bầu chắc mặt tới hy sinh luôn mấy chị ơi, cũng được luôn nha. Rồi lên với em đầm này đi, em có màu đen. Màu đen là màu đỏ và màu xanh lá luôn, ba màu. Lên giúp em nha, đầm 135.000 kìm màu á chị ơi. Beo đẹp. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, 135.000 kìm màu nha. Màu đen, màu đỏ và màu xanh lá luôn giùm em, beo màu. Đen, đỏ, xanh lá nha mấy chị nha, beo màu. Cái này bầu bị to cỡ gì hoặc này beo như ký mặt cũng được hết luôn nha. Cái phần trên nó có bo chung á. Rồi màu đen, màu đỏ và màu xanh lá.
Rồi đen đỏ xanh lá giúp em nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Bầu to hoặc là bao nhiêu ký cũng vừa, cái đầm này hết luôn giúp em nè. Rồi bao nhiêu ký mà cũng vừa hết luôn nha. Rồi màu đen, màu đỏ, màu xanh lá, ba màu. Cái này đẹp lắm. Em bán nhiều rồi, cái này mặc lên rất là đẹp. Rồi màu đỏ nè. Màu đỏ nè mấy chị, rồi màu xanh lá. Em là 135.000 kìm màu nha. 135 kìm màu. Đẹp lắm luôn á. 135 kìm màu giúp em nha. Xanh lá nè. Xanh lá đỏ, về màu em mặc là màu đen nha. Áo thun cổ bỉ là hiện tại em đang hết hàng rồi, đang về hàng á mấy chị, đợi em nha. Đang về hàng nhiều mẫu á. Rồi lên giùm em 135 kìm màu nha mấy chị, màu đen, màu đỏ và màu xanh lá. Rồi em quay mẫu nha. Đen đỏ xanh lá vải bao xịn bao đẹp luôn mấy chị, cứ yên tâm chất vải của nó. Bao xịn bao đẹp luôn giúp em nha. Đen đỏ xanh lá ba màu. Rồi chim và đầm hoa 95. Đầm hoa nhí nè. 60kg lại mang vừa, nhưng mà đầm hoa 95.000 đầm hoa. Trời ơi, vải đẹp nha. Vải đẹp nha mấy chị nha. Đầm hoa 95.000 đầm hoa. Chị nào lấy hoa 95 mấy chị chốt lên giúp em nha. Vải thô á, đẹp lắm mấy chị ơi. 95.000 em mẻ đầm hoa. Cái này 40kg đến 60kg. Mặc vừa hết luôn nha. Xanh 135 mấy chị Nhiên An. Xanh lá hả em? Cái đầm trắng chị phụ hô bi nha. Rồi lên giúp em là đầm hoa 95.000 đầm hoa nha mấy chị. Em là mẻ hoa 95. Em quay mẫu luôn nè. Rồi giúp em quần nè. Áo này nó có hai lớp luôn nha mấy chị nha. Áo hàng 115 này nó có tới hai lớp. Quần biết ghi em đang thử form nè. Quần này coi thứ màu gì mấy. Áo này nó có hai lớp nhưng mà chị không lộ không mỏng đâu. Cho em xíu này, quần em đang mang là mang size S, lưng siêu cao. Trời ơi, áo này cưng quá, 115.000, áo này hai lớp. 40kg tầm 55, 56, 57kg là mang vừa áo luôn nha. Áo nè mấy chị ơi. Rồi quần. Lên giúp em là áo 115, hai lớp nha, còn quần là em sẽ có màu luôn. Mấy cái càng chuyện. Lên giúp em là áo nha mấy chị ơi, áo hàng 115.000. Còn quần tay biết ghi này giá là 129.000. Quần tay biết ghi là 129, em có size S nè. Rồi nha, quần này em có size S nè mấy chị. Vải beo đẹp luôn mấy chị yên tâm. Đó, lưng là lưng keo nha, lưng là lưng keo. Có hai túi hai bên. Quần đen em có size S, size M và size L. Có XL không đây? Size S, size M và size L giùm em nha. B size, S, M, L, B size 129, có màu nâu nữa nè mấy chị ơi. Đây. Rồi có màu nâu và màu đen giùm em nha. Có màu nâu với lại màu đen luôn mấy chị, hai màu. 129.000 kìm màu, kìm size giúp em lưng là lưng keo. Thằng Quảng Châu xịn đẹp luôn nha, em đang mang size S nè. Đó, 129.000 kìm size nha. S, M, L, B size, nâu với lại đen hai màu. Còn áo đang mang là 115.000. 115 nhìn giùm em nè, nó sẽ có một lớp lót bên trong nữa mà em mặc nè mấy chị. Em đang mặc màu đen bên trong luôn á, mà nó ít lộ á, nó không có lộ gì nhiều nha. Rồi lên em là áo kiểu 115 và quần là 129 kèm màu kèm size. 53kg là mặc à. Chị Hiền Lê ơi, chị lấy 53 hả? Mặc L luôn đi không? Nếu mà hồi giờ mặc size M thì lấy size M nha, còn không thì chị lấy size L đi chị. Còn không lấy size L đi nha. Vòng eo đi chị, eo là tầm eo dưới eo 70 là mặc size F. Mà eo 72, 73 đổ lại mặc size M. Còn eo 74, 75 đổ lại là mặc size L nha.
129.000, vải đẹp lắm, chị yên tâm. Vải đẹp lắm luôn, chị có yên tâm giúp em nha. Mây ơi, lát nữa hát chị cái này nha Mây, đợi lâu rồi. Theo nào lấy nhớ. Rồi em qua mẫu nha, chị nào lấy áo đang mang chốt em là áo 115, quần là 129.000. Không vừa size chị đổi size. Chị Hiền Lê ở đâu? Phước Long. Hồi giờ chị mặc size gì chị Hiền Lê? Cho em cái dòng eo đi, rồi em lấy cho, em lấy size cho. Đổi được nhưng mà nhiều khi đổi sợ mất công đó chị. Rồi em que mẫu nha. Chia sẻ size thôi giúp em mấy chị ơi. Nhưng là hồi giờ mặc size L cứ lấy size L nha chị. Còn không thì cho em cái vòng eo đi em đo. Mẫu đi ơi. Bẻ 23 hồn gì mặc size M hả chị? Rồi lên giúp em mẻ này nè. À, rồi lấy size L đi, size L đi chắc chị, size L đi. Dù mình lỡ nó rộng quá thì em đổi size nhỏ hơn cho. Có quần riêng su không? Đang hết rồi, em đang về hàng á, mấy chị đợi em nha. Dạ chưa. Quần nâu size L cho chị Hiền Lê. Yêu 78 size gì vậy chị? 60kg, 1m70. 1m70 hả? 60kg 1m70 mặc L được. Mặc size L được nha chị Rốt Trinh ơi. Rồi lo giúp em nha. Áo đang mang là 95.000 nha mấy chị ơi. Quần này con quần này quần rin rách siêu co giãn luôn. Con chị còn size gì mới? Hôm nay mặc bị rộng nè, do hết size nhỏ thôi. Mình chị đang mặc mà không có size gì. Quần em đang mang là size M, mà M này em nghĩ 55 56 kg thì mấy chị mặc được hết luôn nè. Nó co giãn nhiều lắm luôn nha. Co giãn nhiều lắm mấy chị ơi, quần rin 165.000 giúp em quần rin màu đen size M. M này nhưng mà nó co giãn lắm. 55-56kg lại chị mặc quẩn vừa. Quần rin đen, quần rin rách. Quần rin rách nha mấy chị ơi. Lo với em là quần rin nha, 165.000 còn size M. 165 em còn size M. Quần rin biết ghi có mà chị Nhung Hình mặc size gì? Em còn chủ yếu là size S. Còn chủ yếu là size S đó chị. Rồi mẻ quần này giúp em nè. Áo sơ mi trắng hay đen kiểu đi đám cưới không em? Sơ mi trắng, sơ mi đen có là chị đem lên mẫu cho nha. Lên giúp em là quần này. Quần này mấy chị lên em là mẻ 52. Em sẽ có size X với size M, hai size. Size X, lấy quần biết ghi size X lên giùm chị nha. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi. Quần đang mang là size M nha. Nhưng mà M này 55-56kg đâu lại mấy chị mặc vẫn vừa, vẫn thoải mái luôn giúp em. Áo này 95.000. Áo này 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa hết luôn nha. Chim là áo 95, quần 165. Quần 165 mẻ này cho em là mẻ 52. Mẻ 52 có size X với size M luôn, hai size. Mẻ 52 này có X có M, hai size nha mấy chị nha. Còn áo vàng đang mang là 95.000, 40kg đến 60kg vừa. Em là vàng 95. Rồi lấy em là vàng 95 nha mấy chị nha. Rồi vàng 95.000 màu vàng. Rồi mẻ đầm hoa, chứ mà đầm hoa 155 nè. Đầm hoa 155. Phong này chắc tầm 52kg lại vừa thôi nè. Hoa
nha mấy chị ơi. Đầm hoa 155.000, đầm hoa có dây cột eo. Có dây cột eo luôn giúp em, đầm hoa 155 có dây cột eo. Rồi lên giúp em đầm hoa nha. 40kg tầm 52kg mang vừa. Đắp chiếu lại nhưng mà không hở gì hết nha mấy chị ơi. Đắp chiếu nhưng mà không hở gì hết nha. Rồi đây lên giúp em đầm hoa 155 đầm hoa. Rồi đầm hoa nha mấy chị, đầm hoa 155. Đầm hoa 155 đầm hoa. Rồi mình lên giùm em xích sọc này nè. Xích sọc này chất chất phun tâm quả đẹp lắm. 40kg đến 60kg là mấy chị sẽ mang vừa. 40kg đến 60kg là mang vừa giúp em nhan chất là chất thun tâm như này là beo cưng. Lên giùm em là sọc trắng. Sọc trắng nha mấy chị, 99.000 sọc trắng. Chốt này là sọc trắng 99. Rồi chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Sọc trắng 99.000 sọc trắng, 40kg đến 60kg là mấy chị sẽ mang vừa hết luôn nha. Đây, 40kg đến 60kg là mang vừa hết luôn. Chốt này sọc trắng nha mấy chị ơi. 99.000 sọc trắng. Cho em mẹ khuyết qua nha mấy sọc chị ơi. Sọc trắng nha chị Hải Vy Nguyễn, sọc trắng 99. 125.000 cho em mẹ khuyết vai 125 nha mấy chị. Khuyết vai màu trắng 125. Cái này cho em này sơ mi trắng vải đuổi nha mấy chị ơi, 99.000 vải đuổi. Vải đuổi 99.000 giúp em. Đây biết đuôi size S nè, áo mặc là có màu luôn nha mấy chị ơi. Dương có màu đen không? Rồi lên với em áo đang mang, hàng này là hàng tuyết nhung. Chất của nó là chất tuyết nhung nha mấy chị, chất tuyết nhung. Toàn bộ chữ phía trước là chữ thêu nè, chữ thêu. Quần biết đuôi mặc là 145.000, còn mỗi size S thôi nha. Còn size S, áo đang mang là 99, có màu vàng với màu kèm qua sữa hai màu. Quần biết ghi này em có màu đậm màu nhạt. Đây nữa mấy chị ơi, biết ghi còn size X còn nè. Lên em là áo thun nha, vải là vải tuyết nhung á, chất đẹp cực kỳ luôn, toàn bộ phần trước là thêu nè, thêu chữ. Em có màu vàng với lại màu kè phô sữa hai màu nha. Em là áo thun 99.000 kìm màu, vải đẹp lắm luôn mấy chị yên tâm nha. 99.000 kìm màu áo. Màu vàng với lại màu kè phô sữa hai màu. Còn quần biết ghi nè, em có màu 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 nhạt size S 145. Về màu đậm là size, màu đậm là size M, 145.000 màu đậm size M mấy chị ơi. Màu đậm size M 145, màu đậm size M nha. Đậm vừa phải, trên line nó hơi bị đậm quá. Đây biết đưa chị đang mang là size S nha. Rồi màu nhạt 145.000 size S mấy chị ơi. Biết đưa giùm em nha, màu nhạt size S 145. Rồi cái này là màu đậm size M. Đậm vừa phải nha mấy chị, trên line nó bị đậm màu quá nè. Ở ngoài nó nhạt hơn trong line xíu. Dạ đang hết size lớn rồi chị Tuyết Nhung ơi. Màu đậm là có size M. Rồi màu nhạt là size, nhạt trơn là size S. Và nhạt rách là size S luôn nha. Nhạt rách size S luôn nè. Rách size S 145. Nói chung form lên luôn rất là cao. Form lên đẹp lắm luôn mấy chị yên tâm giùm em nha. 145.000. Form đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi nhà em đang mặc là còn mỗi size S thôi nha, 145 size S. Rồi màu rách là cũng còn size S luôn, 145.000 size S. Rồi màu đậm mấy chị ơi. Màu đậm là còn size M nha, 145.000 size M. Rồi em nhạc size S đó chị Nhung Huỳnh nè. Nhạc đang mê size chị Nhung Huỳnh. Màu đậm
đậm là em còn size M. Màu đậm là em còn size M nha mấy chị. M em mặc bị rộng nên cái form nó lên nó sẽ không đẹp. Rồi áo đang mặc em sẽ có hai màu. Quần đang mem còn size M nha mấy chị ơi, còn size M. Màu đỏ ngò nó sẽ nhạt hơn trong line. Rồi áo thun này kiểu dễ thương nè. Áo thun này là dạng form ngắn ngắn nha mấy chị nha. Tay của nó là cưng không? 40kg đến 60kg mang vừa giúp em. Áo thun này em sẽ có sọc đen về sọc nâu. Rồi sọc đen với lại sọc nâu luôn giúp em hai màu. Hàng Quảng Châu nha mấy chị, 79.000 sọc đen và 79.000 sọc nâu. Lên giúp em nè mấy chị ơi, áo là vải xịn đẹp lắm luôn, yên tâm. 79.000 sọc đen và 79.000 sọc nâu nha. Chốt lên giúp em là áo 79.000 kèm màu. Vải đẹp lắm, cái tay nè beo cưng, chuẩn hàng luôn nha. Sọc đen 79 và sọc nâu mấy chị. Sọc đen 79.000 và sọc nâu 79.000. Giờ lấy chốt lên giúp em nha. Form từ 40kg đến 60kg là mấy chị vừa hết. 40kg đến 60kg là vừa hết luôn giúp em. Rồi đẹp lắm. Giờ là 79.000 kèm màu. Rồi mấy chị lên giúp em là xích vàng nè. 75.000 bộ vàng. Bộ vàng bộ thun tâm á, beo đẹp nè. Đây, quần của nó siêu co giãn. 60kg đổ lại mấy chị mặc ok vừa luôn giúp em nha. Nhung tâm thun tâm, tắt thun tâm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, quần là dạng quần váy đi với áo. Rồi 60kg lại mang vừa nhưng là bộ vàng 75. Rồi bộ vàng nha mấy chị nha, 75.000 bộ vàng. Chất đẹp lắm luôn, yên tâm giúp em. Bộ vàng 75. Rồi lên yên là bộ vàng nha, 75.000 bộ vàng. Vả đẹp lắm luôn mấy chị cứ yên tâm. Chỗ chữ là chữ thêu luôn nha. Chỗ chữ nè là chữ thêu luôn á. 75.000 bộ vàng. Đó, ai lấy vàng chốt vàng lên giùm em 75 nha. Rồi vàng 75 nha mấy chị nha. Vàng 75. Lên giúp em là mẻ đầm chuột Mickey nè. Chuột này loại khác, loại hôm trước em bán nha. 135.000. Áo mặc là tay, đây là chị, tay nó hả? Tay nó kiểu làm dễ thương, nó không có bo. Mày nó mấy kiểu phòng phòng á, cưng lắm chị Minh Nhật ơi. 40kg đến 60kg về vừa hết luôn giúp em nha. 79.000 có màu nâu với màu đen hai màu. 79.000 màu nâu và 79.000 màu đen giúp em nha, hai màu chị. Vải đẹp lắm yên tâm nha. Nâu với đen hai màu. Rồi 79.000 nâu, 79.000 đen, hai màu giùm em nha. Đầm chuột hồng 135. 60kg lại mang vừa em là chuột hồng 135.000 chuột hồng. Màu đen 79 chị Minh Nhật. Đen 79 chị Minh Nhật. Xếp lại không mi. Rồi đen 79 chị Minh Nhật. Đen nâu hai màu giùm em nha, chị nào lấy mình chốt lên. Đen với nâu hai màu đó chị ơi. Đen nâu hai màu. Rồi em quay mẫu nha. Chia sẻ like lên giùm em mấy chị ơi. Bộ gấu xanh rêu, bộ gấu xanh rêu nè. Rồi 60kg lại mang vừa chỗ này là gấu xanh rêu. 129.000 nha mấy chị ơi. 129 40kg đến 60kg là mang vừa. Chốt lại em là xanh rêu nha. Gấu xanh rêu 129. Gấu xanh rêu 129. Có quần rin đen ống suông. Ống suông, quần rin ống suông màu đen. Còn vậy không? Còn ống ôm với lại ống le thôi nha chị Trâm Võ ơi. Còn ống ôm với lại ống le thôi nha. Còn ống suông là hiện tại em không có hết rồi. Rồi em là gấu xanh rơ 129 nè. 40kg đến 60kg vừa. Rồi chốt em là gấu rêu nha mấy chị nha. 129 gấu rêu. 129 gấu rêu nha. Giờ lấy gấu rêu chốt lên em là gấu rêu 129.
gấu rêu 129. Quay mẫu nha. Rồi chị lo giúp em áo sơ mi nha. Hàng 115.000 có hồng với xanh hai màu. Quần mặt nó không có co giãn nhiều duyên. Size em còn size size gì mày? Size M. Quần đi hồi nãy là em có size M. 145.000 và em chỉ có size M thôi. Rồi sơ mi đang mang là em có màu hồng và màu xanh hai màu, hàng 115 nha. Xanh với hồng hai màu các chị ơi, 115. Quần mặt hồi nãy em còn size M và nó không co giãn. Rồi lên giúp em là áo màu xanh, chữ chỗ cái túi của nó là chữ thêu nha mấy chị. Em có màu hồng và màu xanh hai màu. Chốt lên giúp em nó kèm khăn nữa, kèm khăn nha. Lên giúp em là áo 115.000 kèm màu. Đó, cái túi này là chữ của nó là chữ thêu luôn nha mấy chị nha. Chữ là chữ thêu luôn á. Lên giúp em 115.000 kèm màu, 40 kg đến 60 kg chị mặc vừa hết. 40 đến 60 kg là mang vừa hết luôn giúp em nha. Đi cắm tè sau nó dài nè. Tè sau nó dài. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi, áo 115.000 kìm màu. Áo 115.000 kìm màu giúp em, chị đã lấy chút áo 115 kìm màu nha. Một 15 kìm màu nha mấy chị ơi. Đầm gấu đang sale giá 79.000, 40kg đến 60kg vừa. Đầm gấu này 40kg đến 60kg mang vừa. Lên giúp em là đầm gấu nha mấy chị nha. 40 đến 60 mang vừa, đầm gấu 79.000 đầm gấu. Chốt đầm gấu 79.000 giúp em. Đó, đúng rồi, áo. Đầm gấu 79.000. Rồi lên em mã áo thun nè mấy chị ơi. Áo thun này dạng trở vai á, mặt lột qua một bên á. Lột qua bên beo cưng. Thử không mấy chị, thử form nha. Không có chân váy nào điên ở đây không mấy không. Rồi lên giúp em nè mấy chị ơi. Áo này lột vai nha, lột quang bên nè, 40kg đến 60kg vừa. Lên giùm em là áo lột vai 85.000, giùm là áo chữ nha. Áo chữ lột vai, chất của nó là chất nhung. 85.000 áo chữ lột vai. Áo chữ lột vai, 85.000 áo chữ lột vai. Lên em là set này đi mấy chị ơi. Gồm một cái áo màu xanh đi với lại một chân váy. Đây. Cái này dễ thua. Em thử form cho, bây giờ mình lấy vé luôn nha. Lên cho em mẹ vít xanh này nha mấy chị ơi. Ở ngoài nó khác màu trong lai nha mấy chị. Lên cho em mẹ vít xanh 145. Cho em mẹ vít xanh 145.000 nha mấy chị ơi. Như ở ngoài nhạt hơn á. Bộ này gồm một áo một quần giả váy mấy chị ơi. 50 cái này 40kg đến 60kg mặc vẫn vừa giúp em nha. Quần ở sau nó có lưng thun, còn áo thì nó còn rộng rãi lắm. Lên với em là xích xanh 145.000 nha mấy chị ơi. Chân váy của nó là dạng chân váy chất dạ nè đó mấy chị. Quần giả váy chất dạ đi với là áo vải thô beo đẹp luôn. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vẫn vừa giúp em nha. Cho em là xích xanh 145.000, xích xanh. Xích xanh 145 nha mấy chị ơi. Xích xanh 145 giúp em nha. Xích xanh là chị Nguyễn Đăng 145 ok chị nè. Rồi xích vest này là 145.000, 60kg lại mang vừa nha mấy chị. 60kg lại mang vừa. Gồm nè. Chân váy ở sau sẽ có lưng thun cho mình. Đi với lại áo khóc tiếp to ở ngoài. Đó, 60kg lại mang vừa nha, màu xanh đen. Cho em này vest xanh 145 nha mấy chị. Vest xanh 145.000 vest xanh. Chốt cho em là vest xanh 145. Vít xanh 145. Lên cho em mẻ đầm suông trắng đây nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg đô lại mang vừa cho em mẻ suông trắng.
145.000 mẻ suông trắng nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em là suông trắng 145 nha mấy chị ơi. Rồi mẻ đầm hoa này giùm em nè, 56, 57 cứ lại men vẫn vừa. Cho em lại mẻ đầm hoa 135. Chị ơi. 56, 57 cứ đó lại với chị mặc vẫn vừa nha. Chốt lên em là mẻ đầm hoa 135.000 đầm hoa. Rồi 135.000 đầm hoa giùm em nha. Chốt vải thô beo đẹp luôn mấy chị ơi. 40 kg tầm 56, 57 kg mặc vẫn vừa. Lên với em là đầm hoa nha mấy chị. Lên em là đầm hoa nha mấy chị nha. Lên với em là đầm hoa nha mấy chị, 135 đầm hoa, 135.000 đầm hoa. Phô này 40 kg tầm 56, 57 kg mặt vẫn vừa. Rồi em là áo bi xanh, vải đẹp lắm luôn. Áo bi xanh ở sau cột nơ nha mấy chị nha, cột nơ. 95.000 em là bi xanh 95. Ôi cái này vải đẹp lắm luôn mấy chị, cứ yên tâm chắc vải nha. Đó. Bi xanh 95.000 bi xanh giùm em nè. Chốt là em là bi xanh 95. 40 kg đến 60 kg mặt vẫn vừa nha mấy chị. Đây em là bi xanh. Rồi bi xanh mấy chị ơi, 95.000 bi xanh giúp em nha. 95.000 mẹ bi xanh, chị lấy bi xanh chốt đây là bi xanh nè. Bi xanh 95.000 bi xanh. Rồi cái set này còn nè. Chút kem vô nè. Rồi đây là mẹ chích trắng này đi mấy chị ơi. Trắng này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa nha. Em là xếp trắng 95. Gồm quần nè, gồm quần đùi nè mấy chị, quần đùi. Đi với lại áo thun, đi với lại áo thun nha. Hoàng Thị Kim Hương, em trả lời đi. Gửi chưa, Hoàng Thị Kim Hương. Hoàng Thị Kim Hương á. Họ lại chưa gửi đúng không? Béo ơi, vô trong đi nhắn đây béo em. Rồi lên với em là xếp trắng 95.000 nha mấy chị ơi. Gồm quần nè, gồm quần đi với lại áo rất là đẹp luôn đây. Lên với em là xích trắng nha mấy chị nha. 95.000 nguyên xích trắng. Rồi lên giúp em nha, trắng 95.000 bộ trắng 95. Lên giúp em là bộ trắng 95.000 bộ trắng nha mấy chị nha. Rồi đầm bi đỏ. Ủa, mấy kim thương tỉnh nè. Đúng rồi. Ờ, chiều nay hoặc là chiều nay nhận được á mấy. Chiều nay nhận được á. Là chiều nay nhận. Rồi lên với là đầm bi đỏ mấy chị ơi. Đầm hoa đen men là 135 nha chị, vải đẹp lắm chị Lê Ngọc Hân ơi. Lôi giúp em là đầm hoa 135 nha chị Lê Ngọc Hân ơi. Đầm này phong vải đẹp lắm luôn á chị. Chốt lôi giúp em nha, đầm hoa 135.000 đầm hoa. Vải rất là đẹp nha. Rồi lôi giúp em mẻ đầm hoa 135 nha chị nha. Hoa 135.000 mẻ đầm hoa. Còn em mặc là đầm bi đỏ. Bi đỏ này 40kg tầm 55kg mặc quẩn vừa nha mấy chị, 125. Chốt là bi đỏ 125. Rồi lôi em là mẻ bi đỏ nha mấy chị nha. Bi đỏ 125.000 bi đỏ. Chốt bi đỏ 125. Em mặc nó còn rộng đó. Rồi bi đỏ 125 nha mấy chị. Rồi hoa là 135. Hoa là 135 giúp em nha, vải đẹp lắm. Máy đang sẹt không ơi. Máy đang like á. Rồi em là hoa đỏ 135 mấy chị ơi. Hoa đỏ 135, hoa đỏ, chị nào lấy hoa đỏ chốt em hoa đỏ 135 nha. Còn bi đang men là 125. Bi đang men là 125 nha mấy chị ơi.
Ủa đây còn cái đen này chỗ hai này còn đâu đúng không? Mình còn trên kia một cái màu gì? Màu đen này kìa. Đưa cho chị mượn áo đó ra lại. Rồi áo trở ba em còn màu đen mà em tưởng hết. Này còn đúng hai đen cuối cùng luôn hả? Dưới đó cũng chưa đen hả? Rồi áo này còn màu đen nè mấy chị ơi. Trời này, áo này còn màu đen nè, em tưởng hết không luôn á. Rồi phone này 40kg đến 60kg mang vừa nha. Áo này em up hình đó, hình sale là hàng uy vị luôn. Mấy chị mặc thì trở vai ra chống nắng dài, dạ không rồi chị Lê Thu ơi. Không rồi. Trở vai ra nha mấy chị. Đẹp lắm. 95.000 giúp em áo nào, vải beo đẹp luôn nha. 95.000, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Rồi em là áo đen 95 mặc trở vai ra, áo đen 95.000 giùm em nha, 40 đến 60kg mặc vừa hết, beo cân luôn nè. Đầm hoa 135 chị Lê Ngọc Hân. Rồi lên với em làm màu đen nha, 95.000 áo đen. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi áo đen giúp em nha, 95.000 áo đen. Rồi áo đen 95 mấy chị Lê với em là áo đen 95. Rồi đầm đen men là 145. Rồi đầm hộp hình nha mấy chị, 145 có 2 túi 2 bên. Lo dù như là mẻ đầm hồng 145.000 đầm hồng nha mấy chị nha. Chị áo sọc đen chị Thùy Hương. Chị muộn lại. Dạ rồi, ok Thùy Hương sọc đen 79 nha chị Thùy Hương. Sọc đen 79 đó chị Thùy Hương, ok chị. Thùy Hương sọc đen 79. Rồi lo dùm em là áo hoa này mấy chị ơi, chỗ này áo hoa này nhí nhí dễ thương nè. Đó, trở vai dùm em nha. Có bo. Rồi 40 tầm 56 57 58 cái mặt vừa. 60 kg mà chị nào mặc được form ngắn là mặc vẫn được luôn giúp em nha. Cho em là áo hoa. Áo hoa mấy chị ơi. Áo hoa này giá là 95.000 áo hoa, chốt em áo hoa 95 nha. Đẹp lắm. Áo hoa 95.000 giùm em mã áo hoa. Đó. 40kg đó tầm 56, 57, 58kg mà 60kg mặc được phông ngắn là mặc vẫn được luôn giùm em nha. Mẻ hoa và rất là đẹp. Rồi, lên em là hoa nha mấy chị ơi, 95 áo hoa. Trắng kiểu 115. Phía trước nè mấy chị, phía sau. Phông này 56, 57kg đổ lại mặc vừa nha. Chốt em là trắng kiểu 115. Chốt lên em là trắng kiểu nha mấy chị ơi, 115.000 mẹ trắng kiểu, 40kg tầm 56 và 57kg men vừa. Hàng này hai lớp dày dặn lắm luôn mấy chị ơi. 115 giúp em nha, hai lớp beo dày dặn beo đẹp. Hai lớp beo dày dặn beo đẹp luôn. Này cái này là mặc cái phần này ở trước nè. Mấy chị sẽ mặc cái này phía trước và cột nơ ở sau giùm em nha. Cột nơ là mặc ra sau á, còn cái áo này là cột mặc ra trước. Đây nha mấy chị nha. Phía trước nè, và phía nơ là phía sau. Lên giùm em. Lên giúp em là áo trắng 115 nha. Trắng 115 trắng. Trắng 115 đó chị ơi. Lên em bộ gấu vàng 129.000 gấu vàng. Đây. Trời ơi vải đẹp lắm luôn. Lên giúp em mẹ gấu vàng mấy chị ơi, 129 nha. Gấu vàng 129, 40kg đến 60kg là mấy chị mặc vừa hết. Lên em là mẹ gấu vàng nha, 129 gấu vàng. Quần quần có 2 túi 2 bên. Quần có 2 túi 2 bên giúp em nha, chim là mẻ gấu vàng 129. Đây, dễ thương nha. Quần màu vàng đi với áo sọc. Lên giúp em là gấu vàng nha mấy chị nha. 129 gấu vàng. 129 gấu vàng giùm em nè. Bộ này. Bộ này dễ thương lắm luôn á. Đó là cái bộ này mấy chị coi nha. Trời ơi đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Xếp trắng này giá là 100. Ủa, đâu? Đây. Lo với em là xích trắng 115. Xích trắng trở vai 115.000.
không mấy không? Bỏ để lại nó xuống kia kia rồi. Bỏ nó nhiêu? Bộ 115 nè mấy chị, quần quần le sọc đi với áo trắng. Kéo anh chị. Trời ơi, xếp này màu trắng này dễ thương quá à. 115.000 mấy chị ơi. Sao này size S thôi nha, chị nào mang size S được. Không, cũng tầm 52kg loại vừa luôn á, 115. Đẹp lắm. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha, ship trắng 115.000 ship trắng mấy chị ơi. 40kg tầm 52kg vừa. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Quần là quần lưng keo, ở sau là có lưng vuông giúp em nha. Áo là áo trở vai, phía sau áo này có dây kéo. Phía sau áo này có dây kéo luôn giúp em 115. Mẹ đẹp ơi là đẹp luôn á. Áo này mấy chị tách rồi đây mặc với lại quần khác cũng xinh nha. Đó, lên giúp em này ship trắng 115, 40kg tầm 52kg vừa. 40 tầm 52kg vừa, sau có dây kéo nha mấy chị ơi. Ôi xinh lắm luôn á, chốt mấy em này trắng 115 nha. Trắng 115.000 mẹ trắng. Trắng 115 mẹ trắng 115. Rồi chị nào lấy trắng 115 mấy chị chốt lên giúp em nha. Lên giùm em bộ sọc này. Bộ sọc, quần sọc đi với áo đen. Đây mấy chị ơi. Quần sọc đi với áo đen. 95.000 nguyên bộ, dễ thương ơi là dễ thương luôn nè. Mấy chị mua cái áo rồi không cũng để 75-85.000 rồi mình. Bây giờ nguyên kiếp luôn 95.000. Rồi tỉ xỉu luôn. Form này 40kg. Về bộ đó là có màu xanh và màu trắng thôi, dùm minh nhật. Sao chị mua bộ xanh nó thắt eo á. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi cho coi đầm tay bồng phía sau. Ok Phan Nhung. Rồi xếp 95 giúp em nha, 55, 56, 57kg lại men vừa. Áo là beo xịn beo đẹp luôn. 95.000 nguyên bộ cho em là bộ 95 nha mấy chị nha. Bộ 95, bộ 95. Đây. Làm tay bồng là 135.000 quả đẹp. Đầm tay bồng là 135 nha Phan Nhung ơi. Đầm tay bồng là giá 135.000, có màu hồng sen à. 40kg đến 60kg vừa nha. Hồng sen 135. Xanh lá 135. Cho chị cái móc kia em ơi. Xanh lá 135 nha, giúp em xanh lá. Về màu xanh chuối nha, một cái em. Về xanh chuối 135 xanh chuối. Đây mấy chị ơi, beo xinh nha. Đó, màu xanh lá 135. Màu hồng sen 135. Xanh lá 135, hồng sen 135 và màu xanh chuối 135. Đây nha. Giờ lấy chốt lên nước yên chắc phải thô á, đẹp lắm. Chắc phải thô nha, be đẹp như là 135.000 tiền màu. Đây nha mấy chị nha. Xanh chuối, hồng sen và xanh lá. 135 kìm màu giùm em nha mấy chị ơi, 135 kìm màu. Rồi xếp sọc là 95 nha, lấy sọc 95 mấy chị chốt lên như này, sọc 95. Sọc 95 nha mấy chị. Rồi, trắng 110. Trắng 115, que mẫu nha. Trắng 115 bộ trắng chứ. Cái quần này 60kg vẫn vừa. Không, 55-56 mà. Nó còn cái áo khót nữa đâu. Mất cái áo khót kìa. Màu sọc nè. Cái quần sọc này quần nó dài lắm mấy chị ơi. 95.000 nguyên bộ giúp em nha. Em là bộ sọc 95.000. 40kg đến 55-56kg là vừa nha. Rồi, để chị thử quần nó luôn. Quần sọc này rất là dài nè mấy chị ơi, beo đẹp luôn giúp em nha. Lên em là bộ 95.000, 40kg với tầm 55 và 56kg men vừa nha. 40 đến 55 56kg vừa, quần này nó co giãn lắm. Co giãn lắm luôn mấy chị, lưng siêu keo nha, lưng keo. Đó. Rồi áo nè. Lên giúp em là bộ nha mấy chị, nguyên một set luôn 95.000 nguyên bộ. Rồi ai lấy bộ 95 mấy chị chốt lên em là bộ 95 nha. Bộ 95.000 nguyên bộ.
Rồi mẫu này gồm áo trắng đi với lại quần họa tiết 125. Áo trắng này mấy chị bo nhún, áo thun rất là đẹp luôn nha. Mặc cổ lên trên được, mặc trở vai cũng được luôn nè. Rồi đi với lại quần họa tiết 125, form này 55-56kg lại men vừa. Quần là quần ống bo. Lên là bộ này 125 nha mấy chị nha, 125 ngàn nguyên bộ. Chốt này em là bộ 125, mặc cổ vuông lên được, mặc trở vai cũng được luôn nha. Áo thun này vải đẹp lắm, nguyên xếp luôn 125, cho em là họ tiếp 125. Rồi đây mấy chị ơi, họ tiếp dùm em nha, 125 ngàn mẹ họ tiếp. Chốt này em là họ tiếp 125 nha. Bộ này mặc lên đẹp lắm luôn á, họ tiếp 125 với em họ tiếp. Rồi em vô mẫu luôn. Đen này là hàng cao cấp nè mấy chị ơi. Cái cổ này chưa ủi ra nè. Size S à. Cái này gồm một đầm bên trong, một dâm bên trong, có quần. Mấy kiếm chị nha. Cái này size cao cấp á mấy chị, 195. Được không mấy chị. Size S rồi mấy chị ơi. Mấy chị kéo khó. Cái này là gồm một cái zoom bên trong nha mấy chị ơi. Zoom này nó có mút ngực cho mình luôn. Zoom riêng là có mút ngực. Zoom nha, mẹ em chỉ có mỗi size S thôi à. Rồi lên giúp em nè mấy chị ơi. Một cái zoom bên trong và một cái áo khoác bên ngoài. Lên giúp em này kẻ bộ luôn size S nha, 195 ngàn. Cái áo này cổ này em do chưa có ủi á, ủi thẳng ra nó sẽ nằm cái cổ đây như thế này nè mấy chị ơi. Đó, nằm cái cổ đây như thế này nha. Đẹp beo xinh luôn. Áo riêng là có lót bên trong, áo riêng có lót nha mấy chị. Một cái zoom bên trong và một áo khoác bên ngoài. Mình ủi thẳng ra nè, ủi thẳng ra nó sẽ nằm que bên này. Rồi size X nha, lót lên giúp em là bộ đen 195. Lên em là bộ đen nha mấy chị nha, 195 ngàn bộ đen. Chỗ đen chốt đen 195, mẹ size X thôi nha. Size X thôi à. Cái khóc này chưa có ủi cái cổ ra. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, 195 ngàn, size X 195. Ở trong áo nó có lót nè. Riêng á, đẹp lắm. Nguyên là X 195 size S. Rồi mấy chị muốn xem hàng gì nữa mấy chị ơi, em lên mẫu cho nè. Size X 195 nha. Bộ sơ mi nâu 125. Sơ mi nâu này dùm em là 125. Form này 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang vừa. Vải là đẹp không? 40kg đến 60kg mang vừa em là sơ mi nâu 125 nha mấy chị. Sơ mi nâu 125. Đó gồm một quần nè, quần nè. Áo mới dơ, áo lưới hả chị? Nguyên một bộ luôn thì Dương. Áo chị mới đưa lên là nguyên một bộ cái zoom này mà chỉ có mỗi size S thôi. Zoom này với lại áo đó là 195 ngàn nguyên một set. Rồi lên giúp em là sơ mi 125 nha, 40kg đến 60kg mặc vừa. Cho em là set sơ mi 125 mấy chị ơi. Nào đẹp lắm luôn. Set sơ mi giúp em nha, 125. Màu nâu này mặc lên beo sang. Set sơ mi 125 giùm em nha, sơ mi 125. Rồi lên giùm em là đầm nè mấy chị ơi. 60kg, 65kg, bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn nha. 145 ngàn em là đầm thổ cẩm 145. Rồi lên giúp em là tiếp đầm thổ cẩm 145 ngàn đầm thổ cẩm nha mấy chị ơi. 60kg lại mang vừa em là đầm thổ cẩm nha, 145. Đầm thổ cẩm 145. Mẹ quê nó chị hỏi nhiều à. Mẹ không quê béo hết nè. Trời ơi xuất sắc nha. Một cái quần ống suông mấy chị ơi. Quần ống suông đi với lại áo. Đi với lại áo. Rồi 115 ngàn. Lên giùm em là bộ 115. Dễ thương quá. Áo này trở vai nè.
trở vai mấy chị, áo này trở vai đi với là quần ống suông nha em, là bộ 115 55 56 kg lại mang vừa, 55 56 57 kg lại vừa hết luôn nè. Quần nha, đi với áo 115. Lên em là bộ 115 nha mấy chị nha, bộ 115.000, 40 kg tầm 56 57 kg mặc ok vừa luôn á, trở vai. Trời ơi, cái phone này beo cưng. Đây, 115 nha em, là bộ 115. Bộ 115.000 nha mấy chị nha. Chốt bộ 115 giúp em. Bộ 115. Rồi cái này là em là bộ gấu. 95.000, trời dễ thương. Bộ gấu này nhớ hồi chốt mày ta. Hay hai bộ không? Rồi bộ gấu 95.000 giúp em nè, 40 kg đến 60 kg mặc vừa. Vải dày cầm nặng tay luôn nha mấy chị ơi. Gấu 95, em là bộ gấu 95. Đẹp nha. Gấu giúp em 95.000 bộ gấu, 40 kg đến 60 kg vừa mấy chị. Em là bộ gấu nha. 95.000 bộ gấu vải đẹp. Lôi giúp em là bộ gấu nha. Rồi ai lấy gấu 95 mấy chị lo em là gấu nha mấy chị nha. 95.000 gấu. Rồi gấu 95.000 giúp em nha, gấu 95. Đầm đầm cổ đổ. Đầm cổ đổ mấy chị ơi. 60 kg lại men vừa giúp em nha. Cái này người mình tới đâu nó ôm tét tới đó luôn. Trời cái này vải đẹp quá à. Nói với mà đầm cổ đổ nha. Đầm cổ đổ nha mấy chị ơi. 60 kg lại men vừa, người mình tới đâu nó ôm tới đó. Cô dám chị khác. Nói với mà đầm đỏ. Nói với mà đầm đỏ 145.000, vải rất là xịn luôn mấy chị ơi. Mình nhà ủi thẳng form ra mặt beo cưng nha. Nó cổ đổ giúp em nè. Phần dưới nó nhúng nè, không thấy bụng luôn nha mấy chị ơi. Đây em là đầm đỏ 145. Form này 40kg đến 60kg mặt vừa. Cổ đổ nha mấy chị nè, đó. 145.000 giúp em đầm đỏ 145. Đỏ đậm á, không có chói. Vải rất là xịn luôn, vải dày, co giãn. Rồi em là đỏ 145 nha. Rồi đỏ 145 nha mấy chị ơi. Em là đỏ nha mấy chị, đỏ đô 145.000 đầm đỏ. Đầm đỏ nhúng. Người mà tới đâu nó ôm tới đó luôn, không kịp gì hết luôn nha. Nó không có kịp gì hết luôn á. Lo giùm em là nhúng vàng. Đầm nhúng vàng mấy chị. 115.000, con này 40kg tầm 55kg chị sẽ mang vừa. 40 tầm 55kg chị sẽ mang vừa nha. Em là nhúng vàng 115. Phải dày lắm luôn á. Nhúng vàng xịn nha, 115 nhưng mà nhúng vàng 115 đó chị ơi. Nhúng vàng 115. Nhúng vàng với em 115. Trời ơi cái này đẹp quá đi. Body body. Đầm body nè, vải rất là xịn luôn á. Hàng này vải xịn cực kỳ luôn nha. Em là màu 125.000, đầm nâu. Đầm nâu nha mấy chị, 125 đầm nâu giúp em. Đầm nâu 125. Đầm nâu 125 đầm nâu, chị lấy đầm nâu chốt em mẹ đầm nâu nha. 125 đầm nâu nè. Phong đẹp nha mấy chị nha. Đầm nâu 125. Mặc xong rồi đây nè. Nó có nhúng 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 là nó chia bụng rất là tốt luôn á mấy chị ơi. Nhúng mình mặc vô xong mình điều chỉnh hai bên nha. Rồi body nâu 125 giúp em. Body nâu 125. Rồi em là body họ tiếp nè. 129.000 body họ tiếp 129. Hôm nay 50 53 54 tí lại mang vừa nha mấy chị. Em là body họ tiếp 129. Body họ tiếp 129.
body họa tiết giúp em nha, 129 là body họa tiết 129. Rồi giúp em là áo kiểu này có muốn ngực. Rồi giúp em là áo này 85.000. 85.000 có muốn ngực mấy chị. Con này 40 tầm 55 cái vừa nha. 40 tầm 55 cái vừa có muốn ngực luôn nè. Giúp em là áo kiểu 85. Áo kiểu nha, 85.000 có muốn ngực. Có muốn ngực mấy chị. Rồi đầm đen size S. Đầm đen có mút ngực size S luôn mấy chị ơi. Chốt là mẻ đầm đen 135.000 đầm đen size S có mút ngực. Dạng mặt trở vai nè. Mặt trở vai ra. Đây phía sau của nó nha mấy chị nha. Lưng là lưng có phần chung phía trên. Có mút ngực luôn giúp em. Size S nha mấy chị nha. Trở vai size S. Chốt là đen size S trở vai. Đen S trở vai. Rồi lo em là mẻ đầm ren. Mẻ đầm ren nha mấy chị ơi. 135.000 đầm ren, chốt là đầm ren 135, 40 đến tầm 55 kg vừa. Em nha, giờ lấy chốt lo giúp em nè mấy chị ơi. Rồi, thôi em nghỉ nha. Hello hello. Thấy còn đông người xem cái gì ta? Mấy chị có thấy em không? Có bị đơ hình rồi gì không ta? Em thấy còn đông người xem này. Rồi đầm riêng nha mấy chị, đầm riêng. 135 đầm riêng, chốt mẹ đầm riêng 135 nha. Đầm riêng 135. Con này 40 đến tầm 55, 55 6 cái mấy chị xem em vừa. Chỗ này riêng 135 nha. Riêng 135.000 riêng. Cái này mặc cái quần này. Cho chị lại cái quần sọc riêng. Cái này lo dùm em là mẻ áo này 69.000 kìm màu. 69.000 kìm màu á chị ơi. Màu trắng. Bốn màu không chị? Trời ơi. Đầm màu sớm thì em lên đầm nhiều luôn á chị Phương muối. Chị là lên đầm hết rồi. Rồi lên giúp em là áo 69.000 kìm màu nha mấy chị ơi. Áo 69.000 kìm màu giùm em nha. Áo này sẽ có màu trắng nè. Rồi, màu trắng nha mấy chị, dạng form là form ôm á, từ 40 kg đến tầm 56 57 58 kg, 60 kg mà mấy chị mặc được ôm thì cũng mặc được luôn nha. Nó co giãn lắm luôn, người mình tới đâu nó sẽ ôm sát tới đó mấy chị ơi. Cho em là áo 69.000 kìm màu. Màu trắng, màu kem. Trắng kem hồng sen. Hồng sen giúp em là vải rất là mịn và rất là đẹp luôn nha mấy chị. Trắng kem hồng sen, hồng nhạt và màu đen. Màu đen nha. 69.000 kìm màu. Chốt em là áo 69.000 kìm màu. Rồi, 69.000 giúp em nha. Màu đen. Màu đen mấy chị, 40 kg đến 60 kg mặc vẫn vừa luôn nha. Người mình tới đâu nó ôm sát tới đó à. Màu đen nè, màu hồng nhạt, màu hồng sen, màu kem và em mặc là màu trắng nha. Lo với em là áo 69.000 kìm màu. Lo với em là áo 69.000 kìm màu nha mấy chị ơi. Rồi lo với em là áo nha, 69.000 kìm màu. Rồi nghỉ nha mấy chị ơi. Nghỉ. Em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Nghỉ. Rồi em tắt like đây, cảm ơn mấy chị nhiều nha.